Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Hàng môn kiêu nữ Của tác giả Đào Lý Mặc Ngôn Phần 4 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ Để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Chương 36 Ngoài ý muốn Ta cũng có thể chỉ điểm cho ngươi Chỉ là quan hệ phu thê ta còn làm cho chính mình loạn thành một đoàn, không tư cách giáo ngươi. Lão phu nhân cười chua xót. Nhị nha đầu, tùy duyên đi, nhân duyên. Duyên phận tới tránh không được, dựa theo tính tình của ngươi, sống cùng ai cũng có thể trôi qua ngày lành. Trên đá tam sinh có khắc tên họ, nếu là ngươi, ngươi trốn không thoát, chớ có cưỡng cầu. Tôn nữ hiểu tổ mẫu muốn tốt cho tôn nữ. Khương lộ giao công khóe môi, nếu chỉ dựa vào duyên phận, mặc cho số phận, thì có chút bi quan ở trước mặt lão phu nhân, đừng nói những việc này mới ổn, tổ phụ tổ mẫu hiểu lầm mâu thuẫn rất sâu. Lão phu nhân đem hôn nhân biến thành cục diện riêng, đúng là không có tư cách dạy dỗ nàng, huống chi nàng cũng không thể cùng tổ mẫu nói đến những chuyện này. Ngươi nha, nếu không bị thiệt thòi, sẽ không suy nghĩ cẩn thận, trên đời này sao có thể mọi chuyện như tâm ý của ngươi. Lão phu nhân nhìn ra khương lộ dao không chịu nhận mệnh. Ta giúp ngươi nhìn đề điểm, so với một mình ngươi hồ nháo thì tốt hơn nhiều tổ mẫu. Được rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta làm nũng, ta sợ lát nữa nương ngươi lại tới tìm ta đòi đồ tốt. Lão phu nhân miễn cười chọc chọc trán của Khương Lộ Giao. Không muốn chịu thiệt, lại dám tính kế trên đầu ta, như thế nào, nương ngươi chuẩn bị bạc làm của hồi môn cho ngươi không đủ dùng. Khương Lộ Giao chỉ có thể hắc hắc ngây ngô cười. Người nới rộng ngón tay một chút, đã đủ cho mẫu thân tôn nữ vui sướng nửa ngày, gần đây tôn nữ phải nhìn ca ca đọc sách, còn muốn giúp tổ mẫu quản phụ thân, thật sự là không thể giúp mẫu thân kiếm bạc, tổ mẫu cũng biết tính tình của mẫu thân Tôn nữ, một ngày không có bạc ăn cơm cũng không vô, vì thân thể mẫu thân Tôn nữ mà suy nghĩ, tổ mẫu a, người hào phóng một chút đi, đồ vật gì mà người không thích cứ việc đưa cho mẫu thân Tôn nữ giúp người bảo quản. Quỷ nha đầu, thật sự là quỷ nha đầu, ta chưa thấy ai đòi đồ tốt lại còn đúng tình hợp lý như thế, ta cho nương ngươi thứ tốt, còn phải cảm kích ngươi. Ca ca cầu tiếng phụ thân ít gây họa, tổ mẫu cũng bớt lo nha, kỳ thật tôn nữ thà kiếm bạc, cũng không muốn quản bọn họ. Khương lộ giao đầy bụng bỉ khuất, nhưng hai má phấn nộn lại thỏa mãn hạnh phúc tươi cười. Người lại không vất vả nha, chính là giơ tay, là có thể kiếm mấy trăm lượng, còn tôn nữ trăm lo nghìn việc, nhìn mọi chuyện đều phải nhọc lòng, tổ mẫu, người nói xem tôn nữ có thể không thành thục sao. Lão phu nhân cười khanh khách nha hoàng, ma ma canh giữ ở cửa cũng nghe thấy. Đám hạ nhân hơi kinh ngạc, hầu hạ lão phu nhân nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghe thấy chủ tử cười vui vẻ cao hứng như thế nhị tiểu thư thật là lợi hại khó trách nhị gia được ký danh đích tử trên đường lớn xe ngựa của tần vương phi đi một đường thông suốt chỉ cần không phải là thái tử phi cùng hoàng hậu đi ra ngoài bất luận mệnh phụ triều thần gì cũng phải nhường đường cho tần vương phi nguyên hoa cư đã thu thập thỏa đáng tần vương phi từ từ uống trà dò hỏi vương ma ma hầu cận bên cạnh màn xe bị gió nhẹ cuốn động từ trong khe hở có thể nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa là triệu đạt giật. Quân tử nhẹ nhàng chính là ý trung lan của rất nhiều thiếu nữ khuê cát, tần vương phi công khóe miệng. Giật nhi cũng nên thành thân. Trong xe ngựa bố trí đang xen quý phái, chương hiển đại minh đệ nhất danh môn phú quý. Tần vương phi trang điểm nhẹ nhàng, mặt cũng không khoa trương, nhưng trên người nàng đeo mỗi một loại vật phẩm trang sức đều có lai lịch. Nô tỳ đã sớm an bài, không thể trì hoãn nên đón biểu tiểu thư vương phủ có bí mật khó giữ không thể để nhiều người biết thế tử vẫn luôn có khúc mắt với anh nhi ta thấy hôn ước với vĩnh ninh hầu phủ cũng sắp có hiệu lực ta không muốn vì giữ anh nhi ở vương phủ lại có cái gì nhiễu loạn nói hạ nhân chú ý một chút không nên nói lung tung không được để thế tử biết vương ma ma nâng mí mắt lộ ra thần sắc ý nịnh nọt vương phi điện hạ hãy yên tâm điều không nên nói nô tỳ ngàn vạn lần sẽ không để người truyền tới tai thế tử tần vương phi vuốt ve tách trà móng tay phản phất qua hoa văn trên tách trà. Ta cũng vì muốn tốt cho thế tử, tuy anh nhi mọi thứ đều xuất sắc, dung mạo thanh lệ, nhưng thân phụ lại sớm thệ, như thế nào cũng không xứng với thế tử, cho dù hắn không có hôn ước, tỷ tỷ của ta thủ tiếp nhiều năm cũng không yên tâm để anh nhi gả cho hắn. Tuy biểu tiểu thư vô phụ, nhưng nàng vẫn luôn được từ đại nhân quan ái, lớn lên như quý nữ, nô tỳ nghe nói, giang nam tổng đốc từ đại nhân xem biểu tiểu thư như thân sinh khuê nữ, biểu tiểu thư chưa từng chịu ủy khuất, lần này vào kinh cũng là tuyển thân phận, hoàng thượng rất coi trọng từ đại nhân, không chừng biểu tiểu thư sẽ bị chỉ định cho hoàng tử. Cho nên chuyện anh nhi vào kinh, ngàn vạn lần không thể để thế tử biết. Nô tỳ hiểu rõ. Tần Vương Phi rủ mi, ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ bị quỷ khuất, đối nàng mà nói cũng không đáng gì. Lão phu nhân gia mẫn quận chúa rất khó đối phó, nhưng đối thủ của nàng chưa bao giờ là gia mẫn quận chúa. Còn Khương Lộ Giao cũng chỉ so với nữ tử tầm thường thông minh hơn một chút mà thôi cao thủ tịch mịch người cùng ta đánh cờ không phải là gia mẫn quận chúa cũng không phải là thế tử phi mà là một nữ nhân thông minh đến mức tận cùng tần vương phi lẩm bẩm nói một câu dù bị người khác nghe được cũng không thể hiểu huống hồ người được lưu tại bên người phụng dưỡng đều là trung tâm đáng tin cậy nàng không tốt nô tài cũng không có ngày lành mẫu phi phía trước là điểm tâm mà mẫu phi thích nhất nhi tử đi mua cho người Giật Nhi cũng mệt mỏi cả ngày, không cần đi đạo hương cư. Không có việc gì, cũng gần đây, huống chi Nhi tử không mệt. Triệu Đạt giật dục ngựa đi đạo hương cư mua điểm tâm, vương phủ không thiếu đầu bếp, nhưng đạo hương cư làm điểm là tổ truyền, người khác học không được. Cho dù là hoàng thượng hay nương nương cũng thiên vị điểm tâm ở đại hương cư vài phần. Tần Vương Phi cười như không cười nhìn thứ tử đi mua điểm tâm cho nàng, thật sự thú vị. Sáng sớm Cương Lộ Giao bưng canh bổ đi vào thư phòng, trên cổ khương mân cẩn cột dây thừng chỉ cần gật đầu một cái là bị dây thừng kéo tỉnh hiện giờ trạng thái của hắn chính là nhắm mắt há mồm ngồi cũng có thể ngủ ca ca a vành mắt khương mân cẩn thâm đen đưa tay vuốt mặt ta không ngủ ta muốn đọc sách tiểu muội hay là muội đứng bên cạnh dùng cái dùi chọc ta một chút ta ta không nỡ đánh chính mình khương lộ dao đem canh bổ đặt lên bàn cầm lấy mấy một khảo đề trên bàn lật vài tờ, còn may là không dính nước miếng. Ca cả đêm chịu khổ, đọc được mấy thiên. Nhìn bộ dáng hắn nghiêm túc như vậy, cho dù không thông minh, cũng có thể đọc được năm thiên. Đọc được tam thiên, chỉ là Khương Mân cẩn rụt cổ, cởi dây thừng trên cổ xuống. Một thiên cũng chưa nhớ kỹ. Khương lộ dao không biết nên khóc hay nên cười, Khương Mân cẩn giống như một con tiểu cẩu bị vứt bỏ gục xuống đầu. Hai lỗ tai phản phất cũng rũ xuống, vì thức đêm thâm đen vần mắt, không cần tỏ ra đáng thương có được không? Nàng mềm lòng, thiệt tình chịu không nổi lão ca. Ca ca, ca đi ngủ một lát đi, muội giúp ca soạn đề mục, một lát nữa để phụ thân đi hỏi thăm xem năm nay ai là chủ khảo, nếu không được, muội giúp ca kéo quan hệ, còn không phải sẽ đậu tú tài sao? Vẫn rất dễ dàng, năm nay nhất định sẽ để ca thú được tiêu biểu tỷ. Thật sự. Ừ. thương lộ giao sờ đầu huynh trưởng. Ngoan, đi ngủ một lát đi, ca chịu khổ như vậy, sẽ thương tổn thân thể. Ta sẽ đi ngủ một canh giờ, tiểu muội một lát nữa nhất định phải gọi ta, ta thật sự chỉ ngủ một canh giờ. Uống canh bổ đi rồi ngủ. Khương Lộ Giao đưa canh bổ cho Khương Mân Cẩn uống, chờ Khương Mân Cẩn rời đi, nàng bắt đầu soạn đề, đột nhiên phát giác. Không đúng, sao việc này lại đến phiên nàng an bài. Vỗ vỗ cái trán, Khương Lộ Giao suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật phụ huynh, mẫu thân đều quá phúc hắc biết nhiều khổ nhiều, cũng không thể bỏ mặt bọn họ. Khương Lộ Giao không chịu nổi bọn họ chịu khổ, chỉ có thể để bản thân vất vả một chút. Nàng nhìn cổ văn cũng muốn say xe, từ trên xuống dưới không có dấu chấm câu. Loại văn chương này, Khương Mân Cẩn ngâm nga không vào cũng bình thường. Nàng bắt đầu ngắt câu, lại đem 50 thiên bát cổ văn mà tiêu giải nguyên viết dựa theo tứ thư ngũ kinh tách ra. Tra tìm từ trên xuống dưới, khảo đề trung dung chiếm một nửa, đại học cũng có 10 đạo tả hữu, lấy xác suất tới tính, Đại học Trung Dung tiêu giải nguyên xem trọng nhất. Nếu có thể tìm huyện lệnh hiểu biết cách ra đề, chưa chắc không thể thu nhỏ phạm vi. Khương lộ giao đọc kỹ quy định trường thi, nếu có thể qua trận đầu khảo đề, như vậy tú tài nhất định có thể nắm trong tay. Nhị tiểu thư, không phải người còn muốn đi tiêu gia sao? Mạc Lị nhắc nhở. Xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Khương lộ giao đem khảo đề phân loại xong, đứng dậy nói. Đừng gọi ca ca ta dậy, để hắn ngủ đi, đọc sách cũng không thể nóng lòng. Mạc Lị nhếch miệng cười trộn, người hay mềm lòng nhất chính là nhị tiểu thư. Trên dưới nhị phòng đã sớm biết nhị tiểu thư là người mạnh miệng mềm lòng, nhị tiểu thư rất đau nhị thiếu gia. Tại một quán trà lâu sát bên đường. Khương lộ kỳ mặc y phục bình thường bưng chung trà, hay nhìn về phía đường phố chỗ xe ngựa hay chạy qua. Như thế nào còn chưa tới. Nước trà ấm áp cũng không xoa dịu được tâm nàng lạnh như băng không nhìn thấy ngươi tự tìm đường chết, sao ta có thể giải hận. Tuy Khương Tứ Gia không nghe nàng khuyên bảo, nhưng đến hôm nay Vĩnh Đinh Hầu Thế Tử còn chưa có định ra, không giống kiếp trước, lúc này nàng đã gả cho Tần Vương Thế Tử. Từ Anh, chính là chất nữ của Giang Nam Tổng Đốc Từ Đại Nhân, là nữ nhi duy nhất của Thứ Tỷ Tần Vương Phi. Từ Đại Nhân xem nàng như thân sinh khuê nữ mà đối đãi cũng có người đồng đãi nàng chính là nữ nhi của Từ Đại Nhân thông gian với đệ muội Mặc kệ là như thế nào, thì từ anh ở từ gia rất được sủng ái. Nàng được coi là người thứ nhất được chọn làm trắc phi của thái tử, chỉ là nàng bị triệu đạt trạch phá hủy. Hôm nay, triệu đạt trạch sẽ trước mặt mọi người cướp đoạt từ anh. Hắn sẽ bị thị vệ từ gia đánh, Khương Lộ Kỳ đã sớm phái người đi Giang Nam rải rác tin tức. Nói là Tần Vương Thế Tử rắp tâm bất lương với Từ Anh, dựa theo quyền thế của Từ Đại Nhân ở Giang Nam cùng sự yêu thương đối với Từ Anh, nhất định sẽ phái càng nhiều thuộc hạ có bản lãnh đi theo bảo hộ, có lẽ sẽ thay người giả mạo từ anh. Nếu Triệu Đạt Trạch đoạt được xấu nữ, đây còn không phải là chuyện đáng để chúc mừng. Đôi mắt Khương Lộ Kỳ hiện lên vui sướng, Triệu Đạt Trạch chỉ bằng ngươi lại dám tranh với từ đại nhân cùng thái tử. Mặc dù kiếp trước, Hoàng thượng giúp ngươi áp xuống chuyện đùa dẫn từ anh, nhưng cuối cùng ngươi cũng chỉ nhận được một khối thi thể. Ngày ấy lúc từ anh được nạp làm trắc phi của thế tử, nàng mặc giá y đỏ thẩm treo cổ trong khuê phòng. Từ đại nhân tức giận đánh triệu đạt trạch, rốt cuộc hoàng thượng cũng không có cách gì che chở triệu đạt trạch. Nếu không phải nể mặt dương gia, thì hoàng thượng đã không chỉ phạt triệu đạt trạch đi hoàng lăng túc trực bên linh cửu ba năm. Chờ lúc hắn trở về, tần vương phủ đã thay đổi, ba nhi tử của tần vương phi tài danh lưu truyền rộng rãi. Trưởng tử văn võ song toàn, lúc hoàng thượng đi tuần, hắn đã anh dũng hộ giá, bắt giết thích khách, cứu hoàng thượng một mạng, hoàng thượng rất yêu thích hắn. So với thế tử tối ngày chỉ biết làm chuyện hoang đường, ai cũng biết Tần Vương nên chọn nhi tử nào mới xứng đáng kế thừa tước vị. Bởi vì có Dương Gia, Triệu Đạt Trạch mới miễn cưỡng bảo vệ được vị trí thế tử, đáng tiếc. Dương Gia không phải vạn năng, Triệu Đạt Trạch mất đi tiên cơ, càng chạy lộ càng hẹp, càng ngày càng táo bạo. Hành sự càng ngày càng tán tận lương chi, nhân tâm mất hết, cho đến khi. Khương Lộ kỳ lau khóe mắt, nhìn thấy cờ hiệu của đội mã từ đại nhân xuất hiện, hơi cong lên khóe miệng, trò hay cần phải bắt đầu nàng vẫn luôn suy nghĩ, năm đó từ anh bị vũ nhục không chịu nổi nên tự sát. Hay là Tần Vương Phi lấy trinh tiết danh nghĩa bức tử nàng? Tần Vương Phi Cho dù Khương Lộ Kỳ hai kiếp làm người, cũng không muốn đứng về phía đối địch với Tần Vương Phi, nữ nhân đó quá đáng sợ, tính kế không lộ sơ hở. Cùng quán trà lâu, không cùng Tần, là phòng của Tần Vương Thế Tử, khuôn mặt hắn giữ tận tay nắm chặt chén trà. Tay hắn siết chặt như muốn bóp nát chén trà, Đồng tử Hắc Bạch phân minh nổi lên huyết sắc hồng quang. Quỳ sát bên người hắn là hai vị thị vệ, chỉ chờ Tần Vương Thế Tử hạ lệnh, liền theo chủ tử lao ra ngoài. Từ ngày hôm qua hắn đã biết hôm nay Từ Anh sẽ vào kinh, Triệu Đạt Trạch vẫn luôn bạo nộ. Không phải hắn không thể chờ Từ Anh tiến vào Tần Vương phủ mới động thủ, hắn lo lắng ở trong Vương phủ hành sự không tiện, đồng thời cũng lo lắng Tần Vương phi sẽ áp chế chuyện của hắn cùng Từ Anh. Chỉ có ở trước mặt bá tánh cướp đoạt Từ Anh, thì hắn mới có thể cho Giang Nam từ đại nhân một cái tác. Muốn cùng thái tử liên hôn. Triệu Đạt Trạch ném chén trà vào vách tường, hung tợn nói. Ngươi nằm mơ. Thế tử điện hạ, xe ngựa sắp tới rồi, có phải chúng ta nên sớm chuẩn bị? Ừ. Triệu Đạt Trạch đứng dậy, dáng người cao ngất, mặc dù không giống Triệu Đạt Giật, so với nhi tử do Tần Vương Phi sở sinh càng giống người Triệu Gia. Mu bàn tay hiện rõ gân xanh, Vũ quan tuấn mỹ ẩn hiện điên cuồng. Hắn vẫn nhớ rõ mùi vị tử vong, cũng vì vậy mà càng thống hận người hủy hoại dương gia, hủy hoại thân mẫu của hắn chính là từ nghiễm lợi. Đi. Xe ngựa từ gia chậm rãi tiến vào cửa thành, triệu đạt trạch xoay người đi xuống trà lâu, chuẩn bị ngăn đón đột nhiên dừng chân. Lướt trước xe ngựa từ gia, ngay trước mặt hắn chạy qua một chiếc xe ngựa khác. Vĩnh Ninh Hầu Phủ Trên xe ngựa treo huy hiệu Khương Gia được ánh mặt trời phản xạ đập thẳng vào mắt Triệu Đạt Trạch nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa chạy đi, hạ lệnh nói. Ngươi đi xem, là vị tiểu thư khương gia nào xuất môn. Tuân mệnh. Triệu đạt trạch thẳng tắp đứng ở dưới cây đại thụ, loan lỗ bóng cây làm khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Đáng lẽ hắn phải dựa theo kế hoạch lao ra đoạt lấy từ anh, không nên đứng ở nơi đây chờ. Hắn biết khương lộ giao chướng mắt hắn, không muốn gả cho hắn, nhưng hắn lại động tâm muốn thú khương lộ giao. Nếu hắn cướp từ anh, không chỉ khiến từ nghiễm lợi nan kham, càng khiến Vĩnh Ninh Hầu Phủ mất mặt. Khương gia không dám từ hôn, hắn cũng không để bụng Vĩnh Ninh Hầu Phủ mất mặt hay không mất mặt. Chỉ là hắn không muốn Khương lộ giao oán hận hắn, hoặc là nghĩ cách thoát khỏi cọc hôn ước này. Hy vọng không phải là nàng. Đừng để nàng nhìn thấy hắn đi cường nữ nhân khác. Hồi bẩm thế tử, là nữ nhi của Khương Nhị Gia, đô tài đoán nàng định đi Tây Thành. Người tìm hiểu tin tức thấp giọng nói hôm qua người sai nô tài nhìn chầm chầm vị tiểu thư được Khương Nhị thiếu gia cứu, nơi ở của vị tiểu thư này chính là phương hướng mà Khương Nhị tiểu thư đi. Nàng là tiểu thư nhà ai? Là muội muội duy nhất của Giang Nam Kim Khoa giải nguyên tiêu duệ hoa, nghe nói Khương Nhị tiểu thư đã từng đến tiêu gia, là đi cùng ca ca của nàng. Triệu đặt trạch một quyền nện lên thân cây, hèn gì trong mắt nàng không có hắn, là coi trọng tiêu giải nguyên đúng không? Hắn đã từng gặp tiêu duệ hoa, có thể nói hắn không thích loại nam tử giống như tiêu duệ hoa. Rồi lại không thể không thừa nhận, hắn cùng tiêu duệ hoa đứng chung một chỗ, đám tiểu thư khuê tú càng xem trọng tiêu duệ hoa ôn nhuận như ngọc, tài hoa kinh người. Hắn là tần vương thế tử lại so khí chất chỉ bằng triệu đạt giật, hắn chỉ có thể lấy địa vị tần vương thế tử áp chế người. Thế tử, xe ngựa của từ gia sắp đi qua, người xem. Đi. Triệu đạt trạch xoay người lên ngựa, phóng ngựa dơ roi đuổi theo khương lộ dao, từ anh lúc nào cũng có thể đoạt. Hắn không có cách gì trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình đi thông đồng với nam nhân khác. Khương lộ giao đi tiêu gia tuyệt đối không phải vì tiêu chiếc hoa cùng Khương mân cẩn. Hắn không thể để tiêu duệ hoa giành được tâm của Khương lộ giao, nếu hắn đã coi trọng Khương lộ giao, thì nàng chỉ có thể là của hắn. Khương lộ kỳ đang ở trà lâu chờ xem náo nhiệt, chờ triệu đặc trạch ăn mệt nhất định phải thất vọng rồi. Xe ngựa từ gia chậm chậm đi vào tầng vương phủ, triệu đặc trạch vẫn không xuất hiện cảm thấy khiếp sợ còn có một người khác, chính là Tần Vương Phi, nàng cũng đang đợi tin tức. Tần Vương Thế Tử đã sớm xuất môn, nàng biết rõ, từ anh đang ở trong vương phủ hành lễ với nàng, nhưng triệu đạt trạch ở nơi nào. Tần Vương Phi từ ái nâng từ anh dậy, hiền lành vui vẻ cùng nàng nói chuyện. Chỉ cần từ anh còn ở Tần Vương Phủ, nàng không tin triệu đạt trạch có thể nhẫn được. Qua hai ngày nữa, ta thỉnh quý nữ trong kinh thành tới Vương Phủ, giúp ngươi tìm hai hảo hữu cùng tuổi, ta sinh hạ ba nhi tử không có nữ nhi anh nhi về sau có chuyện gì cứ việc nói với ta đừng khách khí làm phiền vương phi điện hạ lo lắng khi khương lộ giao vừa đến tiêu gia đúng lúc nhìn thấy tiêu chức hoa xuất môn tiêu biểu tỉ định đi đâu tiêu chức hoa cũng không khách khí với khương lộ giao trực tiếp lên xe ngựa cuốn quyết nói đi tướng quốc tự ca ca ta có một vị bằng hữu bệnh tình rất nguy kịch ta cũng vừa mới nhận được tin tức bằng hữu của tiêu duệ hoa từ giang nam tới ta đưa tiêu biểu tỷ một đoạn đường khương lộ giao phân phó phu xe dùng tốc độ nhanh nhất đến tướng quốc tự dạ nhị tiểu thư xe ngựa xoay chuyển hướng chạy về hướng cửa thành triệu đạt trạch đang đuổi theo phía sau nhìn thấy xe ngựa xoay hướng sửng sốt một lúc hay là khương lộ giao cùng tiêu duệ hoa muốn ra khỏi thành hẹn hò hắn càng nghĩ càng sinh khí tuyệt đối không thể thành toàn cho bọn họ vì thế, hắn theo đuôi xe ngựa cũng đi tướng quốc tự. Triệu Đạt Trạch vì ngoài ý muốn đã đi lên một con đường khác, một con đường tràn ngập biến số, không biết là họa hay phúc. Tuy tướng quốc tự là danh tướng đế quốc, nhưng ở trong kinh thành lại không phải là một chùa miếu hương khói cường thịnh. So với bạch mã tự hàng xóm láng giềng thì thưa thất hơn. Vì bạch mã tự xuất ra một vị cao tăng được hoàng thượng bội phục nên thanh danh vang dội. Hòa thượng tu hành ở bạch mã tự không chỉ có vật hiệu cao thâm, dung mạo cũng xuất chúng có hương vị cao tăng đắc đạo được tầng lớp quyền quý tin cậy bởi vậy bạch mã tự hương khói cường gấp mấy lần tướng quốc tự trên đường đi tiêu chiếc hoa giải thích với khương lộ giao nguyên âm đại sư ở tướng quốc tự chính là sư phó của ca ca ta lúc đại sư còn ở giang nam từng cùng huynh trưởng biện luận kinh văn còn nói huynh trưởng có tuệ căn vài lần muốn độ hóa huynh trưởng xuất gia tiêu biểu tỷ không đuổi đánh hắn muốn cho tiêu duệ hoa giả tâm bừng bừng xuất gia thật mệt nguyên âm đại sư nghĩ đến đại sư là sư bá của ta không thể đối xử quá vô lý ta biết huynh trưởng quyến luyến hồng trần mặc kệ đại sư khuyên như thế nào huynh trưởng cũng sẽ không xuất gia làm tăng lời nói vừa chuyển tiêu chiếc hoa nhẹ giọng cảm thán ca ca ta từ nhỏ đã định chí hướng trừ chuyện làm quan hàm chính nhất phẩm vì thánh thượng thủ phục bá tánh ra thì chỉ muốn thú một vị hồng nhan tri kỷ làm thê cùng chung thái bình thịnh thế cầm sắt cùng minh. Kakata lại không có khát vọng như tiêu biểu huynh, hiện giờ Kakata vì một vị tài nữ hăng hái khổ độc, đêm qua thức trắng cả đêm đọc sách đến giờ vẫn chưa đi ngủ. Hồ đồ Tiêu chiếc hoa buộc miệng thốt ra, sau đó liền phản ứng, nhéo nhẹ tay Khương Lộ dao, cúi đầu đau lòng nói Là ca ca của ngươi đấy. Ngươi đành lòng để cho hắn chịu khổ. Trên đường sóc nảy, Khương Lộ dao cùng Tiêu chiếc hoa dựa vào một chỗ, ta thấy ca ca ta nhất định phải khảo tú tài nghiên thú hồng nhan tri kỷ, ta nào dám lắm miệng nếu chẳng may khiến cho tẩu tử tài nữ chạy mất chẳng phải ca ca ta sẽ tiếc nuối cả đời ngươi còn nói tiêu chức hoa hận không thể khâu miệng khương lộ giao lại khương lộ giao cười ha ha không cần tiêu chức hoa tỏ rõ thái độ nhìn bộ dạng nàng đau lòng vì khương mân cẩn nàng nhất định sẽ không muốn đi thái tử phủ làm rắc phi chỉ cần tiêu duệ hoa cũng có tâm tư này Khương lộ dao có thể vì ca ca ngốc nhà mình mà trù bị hôn lễ. Náo loạn một trận, tiêu chức hoa nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì cái gì lại không hỏi? Thương thế trên mặt hắn không giấu được ngươi. Thương thế của ca ca ta đã thỉnh thái y xem qua, không có gì trở ngại chỉ là bị thương ngoài da. Hắn thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện, đã nói không có chuyện gì, nương ta cũng không suy nghĩ nhiều. Tiêu chức hoa như ăn được một viên dược an thần, trong lòng lại ngọt ngào còn chưa có vào cửa mà đã làm cho bà bà chán ghét, thật sự không tốt, cái tên ngốc tử kia cũng không ngốc lắm. Ta chỉ đi thư cuộc gặp được thái tử cải trang xuất cung, thấy hắn ho khan rất đáng thương, liền kiến nghị hắn dùng phương thuốc trị ho, không ngờ lại dẫn tới rất nhiều thị phi. Thái tử phi là thân sinh nữ nhi của thân muội bệ hạ, ngay cả hoàng thượng cũng dám gọi là cửu cửu, hiện giờ thái tử điện hạ cũng dựa vào thê tộc, tuy nữ tử phụng dưỡng hắn không nhiều lắm, nhưng ta không muốn sống dưới mí mắt của thái tử phi tiêu biểu tỷ ta hiểu tỷ ta cũng không gạt ngươi nói ta không có sĩ diện cũng được không biết xấu hổ cũng thế tuy khuôn mặt tiêu chiếc hoa đỏ bừng nhưng vẫn dũng cảm ngẩng cao đầu nếu không gặp ca ca ngươi đi thái tử phủ cũng không phải không có đường sống tuy ta muốn giống phụ mẫu chuyên tình nhưng vì tiền đồ của ca ca ta thái tử cũng không phải không thể tương lai thái tử đăng cơ ta sẽ làm quý phi có tiền lệ hán vũ đế phế hậu trần a kiều ta như thế nào lại không có cơ hội nhưng ta lại gặp phải hắn động chân tình nếu lại cùng đám nữ tử tranh sủng thật sự không phải là mong muốn của ta tiêu chức hoa không có cách gì quên được lúc khương mân cẩn xông tới bảo hộ nàng biết thái tử điện hạ có ý tứ với nàng mà hắn vẫn như cũ dùng hết toàn lực bảo hộ nàng hơn nữa cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói hắn không nói ngược lại càng khiến tiêu chức hoa cảm động ta đã nói rõ với ca ca ta ca ca ta nói không cần để ý tới thái tử điện hạ. Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Đáy mắt Khương Lộ giao hiện lên một tia tinh quang, thử hỏi. Tiêu biểu ca có thể chắc chắn sẽ khiến thái tử điện hạ từ bỏ. Tuy phụ thân ta ký danh đích tử, nhưng ta cũng không dối gạt tiêu biểu tỷ. ta đang nỗ lực khiến cho phụ thân ta không làm thế tử, tương lai toàn gia nhị phòng nhất định sẽ ly khai Vĩnh Ninh Hầu Phủ, tước vị Vĩnh Ninh Hầu vô duyên với phụ huynh ta nhưng cho dù phụ thân làm thế tử, so với thái tử điện hạ cũng không là cái gì. Thái tử tỏ rõ thái độ như thế, Khương gia vẫn dám đến tiêu gia cầu hôn, nhưng nếu muốn làm cho thái tử điện hạ đánh mất ý niệm này, một nhà Khương nhị gia không có bản lãnh làm được. Hay là tiêu duệ hoa có biện pháp? Từ lúc Khương lộ giao biết thái tử điện hạ coi trọng tiêu chức hoa, thì nàng vẫn luôn suy nghĩ nên dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho thái tử điện hạ từ bỏ. Cho tới bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp thỏa đáng. Ca ca nói, mấy ngày này Thái tử điện hạ sẽ rất bận rộn, hắn không rảnh để ý tới tư tình nữ nhi, rốt cuộc trong lòng Thái tử điện hạ, kế thừa giang sơn vẫn là quan trọng nhất. Tiêu Chức Hoa kiêu ngạo cười. Không phải ta khoe khoang, Khương biểu muội, ca ca ta là người có rất nhiều biện pháp, hắn có thể khiến cho Thái tử điện hạ cam tâm tình nguyện từ bỏ, ta cũng gặp qua không ít tài tử, nhưng không có ai có được lòng dạ như ca ca ta, hắn biết dựa thế, cũng biết lúc nào nên ra tay. Khương Lộ Giao nói cho qua đề tài. Chúng ta đều có một vị ca ca tốt, chúng ta đều là muội muội tốt. Tiêu Chiếc Hoa có tâm tư, Khương Lộ Giao hiểu. Nếu nàng đã đoán ra Tiêu Duệ Hoa không xuất hiện lúc Khương Mân Cẩn bị đánh, sao có thể không thay đổi cách nhìn đối với hắn? Nàng không có cách gì trách cứ Tiêu Duệ Hoa ích kỷ, nhưng cũng không có biện pháp cởi bỏ khúc mắt. Nếu bọn họ thành thân, Tiêu Duệ Hoa sẽ lựa chọn hy sinh phụ huynh để đổi lấy ưu việc nào đó, hay là lựa chọn giúp đỡ toàn gia nhạc phụ. Hiện giờ Khương Lộ Giao còn ở trong khuê phòng, đương nhiên có thể thời thời khắc khắc chiếu cố phụ huynh. Một khi nàng gả đi, nàng sẽ không tiện chiếu cố bọn họ, vì thế nàng hy vọng trượng phu tương lai của nàng có thể giúp nàng, mà không phải cân nhắc lợi ích được mất. Sau khi thành thân nàng có thể thay đổi tiêu duệ hoa, nhưng thay đổi một người là cả một quá trình. Người giống như tiêu duệ hoa, quá trình thay đổi phải thật thông thả, nếu chẳng may trong lúc hắn đang thay đổi, phụ huynh xảy ra chuyện, nàng cứu giúp không được, thì phải làm sao bây giờ? Quan trọng nhất chính là tiêu duệ hoa chí hướng quá xa, nàng sợ. Sợ mình không theo kịp bước chân của hắn. Tiền đồ càng quan minh, phiền toái càng lớn, cùng người tranh đấu càng nhiều. Khương Lộ Giao chỉ mong muốn có một phần phú quý bình an hạnh phúc, không muốn cả đời vì có được phú quý mà sống trong phật phòng lo lắng. Đứng đầu sóng ngọn sóng nếu không cẩn thận rất dễ lật thuyền huynh trưởng thú tiêu chiếc hoa thì không có liên quan gì, ở Đại Minh Triều có đạo lý xuất giá tòng phu. Một khi nàng gả cho tiêu duệ hoa, nhị phòng cùng tiêu gia sẽ liên lụy quá sâu. Nếu đối thủ của tiêu duệ hoa xem phụ huynh nàng như mục tiêu để đã kích hắn, phụ huynh nàng chỉ giỏi gây chuyện thích náo nhiệt, sao có thể ứng phó. Khương Lộ Giao cũng không phủ nhận, nàng có thưởng thức tiêu duệ hoa. Đáng tiếc giữa bọn họ có sự chênh lệch rất khó đền bù. Chương 37, Khắc Khẩu, sau khi đến tướng quốc tự khương lộ giao theo tiêu chức hoa vào chùa miếu có một vị thanh y hòa thượng đến gần nhìn khương lộ giao một lúc lâu mới chậm rãi nói thí chủ nhân duyên đã loạn hãm sâu vào đào hoa kiếp hay là để bần tăng giúp thí chủ xem quẻ giải hạn hung cát khi nào thì hòa thượng cũng bắt đầu kiếm khách đoán mệnh tiêu chức hoa kéo tay khương lộ giao thấp giọng nói gần đây tướng quốc tự có chút gian nan ngươi đừng để ý à Khương Lộ Giao nhìn vị hòa thượng cười nói. Đào hoa có mấy đóa, bất quá đều là cao cao tại thượng, không thuộc về ta. Hơn nữa đều là đào hoa kiếp. Không một đóa nào khiến nàng cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Thanh y hòa thượng tươi cười có chút cứng đờ, xoay người đi tìm người khác, tìm người hữu duyên. Ngoài cửa phòng yên lặng, Khương Lộ Giao gặp tiêu duệ hoa, có thể nhìn ra hắn một đêm không ngủ. Nếu đem so với ca ca nàng cả đêm mệt mỏi, thì đôi mắt hắn rất sáng đáy mắt cất dấu hừng hực giả tâm tiểu muội mau theo ta tiến vào nhìn xem trần huynh hắn bị thương rất nặng lúc tiêu duệ hoa nhìn thấy khương lộ dao ánh mắt từ trong bản năng lộ ra cảnh giác tuy biến mất rất nhanh nhưng khương lộ dao vẫn nhìn ra hắn không chỉ cảm thấy ngoài ý muốn khi nhìn thấy nàng hơn nữa trong lòng cũng không hoan nghênh nhận được tin của ca muội lập tức xuất môn vừa vặn gặp được khương biểu muội muội ấy đưa muội một đường tới đây tiêu chiếc hoa cảm giác giữa huynh trưởng cùng khương lộ giao có chút vấn đề hạ giọng nhắc nhở ca quên hôm nay có ước kiến với khương biểu muội tiêu duệ hoa nhìn khương lộ giao chắp tay xin lỗi bởi vì trần huynh thương thế quá nặng ta quên mất ước kiến mong khương biểu muội chớ trách tiêu giải nguyên khách khí chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mới đưa tiêu biểu tỷ đoạn đường nếu người bận rộn ngày khác ta lại tới cửa bái phỏng khương lộ giao phúc thân xa cách nói Hôm nay không trì hoãn chính sự của tiêu giải nguyên nữa, huống chi chuyện ta muốn nói, đã nghe từ miệng tiêu biểu tỷ. Chỉ cần tiêu giải nguyên tâm tư kiên định, phụ thân ta sẽ thuận theo tâm ý của huynh trưởng. Tiểu muội, muội vào trước giúp ta chiếu cố Trần Huynh, tình huống của hắn không tốt, muội nhất định phải dốc toàn lực cứu sống hắn. Ừ. Tiêu chức hoa nhìn Khương Lộ Giao gật đầu một cái rồi bước nhanh vào thiện phòng. Xem ra y thuật của nàng cũng không phải chỉ đơn giản biết được mấy phương thuốc đột nhiên khương lộ dao có cảm giác ca ca thú được tẩu tử toàn năng về sau khương mân cẩn sẽ thật sự hạnh phúc cũng tốt ca ca ngốc cần một thê tử toàn năng bảo hộ nàng sinh ký nàng xa cách hắn tiêu duệ hoa có tâm giải thích rồi lại không biết nên nói từ đâu rõ ràng lúc trước hắn lựa chọn luôn là chính xác nhất có lợi nhất ở trước mặt nàng vì sao hắn lại cảm thấy hắn có chút ích kỷ khương biểu muội chậm đã thấy khương lộ dao xoay người rời đi trong lòng tiêu duệ hoa không thoải mái. Ngày đó ta thật sự có việc. Sau khi tần vương thế tử đuổi tới tướng quốc tự, nhìn thấy Khương Lộ Giao cùng tiêu duệ hoa đứng dưới cây ngô đồng nói chuyện. Khương Lộ Giao đưa lưng về phía hắn, vì vậy hắn không thấy lúc này nàng đang ngượng ngùng như thế nào. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tiêu duệ hoa, trong mắt hắn tình ý kéo dài. Thứ thuộc về hắn sắp bị người khác đoạt rồi. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn không cần, chứ không có ai dám đoạt đồ vật của hắn không có ai có thể cướp được thứ thuộc về hắn. Chỉ cần là của hắn, hắn sẽ gắt gao nắm chặt trong tay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Khương Lộ Giao cũng không có để ý, tiêu duệ hoa lại thay đổi sắc mặt. Tần Vương Thế Tử Đầu tiên hắn nghĩ tới thân phận Thế Tử của Triệu Đạt Trạch, tiếp tục nghĩ tới lý do vì sao Triệu Đạt Trạch đến tướng quốc tự, sau đó lại nghĩ Triệu Đạt Trạch có phải muốn tranh công với hắn, chờ đến lúc hắn nghĩ đến bộ dạng triệu đặc trạch nổi giận đùng đùng có lẽ là vì khương lộ giao thì khương lộ giao đã bị triệu đặc trạch bế lên cướp đi rồi tiêu duệ hoa phí công duỗi tay cũng không bắt được một chút y phục của khương lộ giao bên môi nở nụ cười chua xót thì ra là hắn suy nghĩ nhiều triệu đặc trạch tới tướng quốc tự là tới bắc giang ngươi buông ta ra khương lộ giao bị triệu đặc trạch ôm chặt trong lòng ngực tuy tướng quốc tự không có nhiều khách hành hương nhưng tóm lại lúc này là ban ngày ban mặt, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Vốn dĩ muốn cường ngạnh một chút, nhưng thấy khuôn mặt triệu đặc trạch âm hàng, vẻ mặt đố phu, cho nên không dám kích thích hắn. Ta chạy không thoát, ngươi buông ta ra, được không? Triệu đặc trạch nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nàng tinh tế mềm nhẵn ửng đỏ, hắn biết nàng không phải ngượng ngùng đỏ mặt, mà là bị tức đến đỏ bừng mặt. Đôi mắt đen bóng chứa đầy lửa giận, cùng với một tia bất đắc dĩ muốn nhìn rõ trong mắt Khương Lộ Giao ẩn chứa những gì, tới gần nàng muốn nhìn thấu nàng. Nhưng ai ngờ càng đến gần, hắn càng muốn thân nàng. Khương Lộ Giao nghiêng mặt né tránh. Ngươi nháo đủ chưa? Ngươi có tư cách nói lời này sao? Triệu đạt trạch đè nén đáy lòng, trốn vào nơi không có ai đi lại, buông Khương Lộ Giao ra, hai tay chống lên vách tường, vây khốn nàng, lời thốt ra hàm ý ghen tuông ngập trời. Mới vừa rồi ngươi cười với ai mà ngọt đến vậy? nếu ta không tới, có phải ngươi sẽ cùng tiêu duệ hoa song túc song phi? Ngươi là cái gì của ta? Ngươi quản ta. Hai tay khương lộ giao chống tiếp ngực tần vương thế tử, không cho hắn quá thân cận với nàng, đáng tiếc địa phương quá chật, khương lộ giao trốn không thoát. Triệu đạt trạch thở ra nhiệt khí lao thẳng vào gương mặt của nàng. Có phải ngươi đều dùng bộ dạng này đi cướp đoạt nữ tử? Triệu đạt trạch bị khương lộ giao nói mà sinh khí, sau đó lại sửng sốt một chút hay là nàng biết kế hoạch của hắn, kế hoạch đi cướp đoạt từ anh. Loại chuyện tư mật này, Tần Vương Phi cũng không biết, sao nàng có thể biết. Thân là nam tử hán, chỉ có thể cướp đoạt nữ tử, phá hư danh tiết của ta, hành vi của ngươi là loại khiến ta chướng mắt nhất. Khương lộ giao thừa dịp hắn sững sờ ngây người, nhấc chân tà nhẫn đá một cái, đá thẳng đến hạ bộ. Triệu đặc trạch đối với sự phản kích của Khương lộ giao cũng có chuẩn bị, người trong lòng hắn không phải là nữ tử nhu nhược biết nghe lời nếu không dễ dụa, sẽ không chịu bỏ qua, nhưng hắn tuyệt đối không dự đoán được Khương Lộ dao sẽ dám đá đường tử tôn vương tử của hắn. Xoay eo nhất một chân, bảo vệ được mệnh tử tôn, nhưng bụng bị nàng đá một cái, thật sự rất đau. Năm nay tam tòng tứ đức, trinh tiết lễ giáo đối với nữ tử mà nói đã rất hà khắc rồi, ngươi còn cố ý khi dễ người, thật sự là quá ác liệt, quá đê tiện. Khương Lộ Giao nhìn triệu đặc trạch ôm bụng, há miệng trào phúng hắn. Vì tư dục của mình, mà đi phá hủy danh tiết của người khác, ngươi chính là nam nhân kém cỏi đáng khinh nhất. Ngươi trở lại. Triệu Đạt Trạch một tay xoa bụng, một tay muốn kéo Khương Lộ Giao lại, người bị đá là hắn, nàng tức giận như vậy làm gì? Vì thanh danh của nàng mà suy nghĩ, Triệu Đạt Trạch đã tìm một nơi không có ai. Ta chướng mắt ngươi. Nếu nàng biết mình có tâm muốn đoạt từ anh, trả thù từ nghiễm lợi, thì nàng sẽ càng tức giận. Triệu Đạt Trạch xoa bụng, để tay lên ngực tự hỏi, Mặc dù có lúc hắn không coi ai ra gì, ý xấu một đống, nhưng hắn không đến mức là nam nhân kém cỏi đáng khinh. Nếu hắn không có tính cảnh giác, không có âm mưu quỷ kế, làm sao có thể ở trong vương phủ tự cao tự tại? Nếu hắn không chấp nhất vì Dương gia báo thù, sao xứng làm ngoại tôn của Dương gia? Nhi tử của mẫu phi. Khương Lộ giao đi rất mau, nhưng tốc độ của nàng kém xa Triệu Đạt Trạch, sau khi nghe thấy âm thanh bước chân phía sau sắp đến gần, Khương Lộ giao xoay người dừng bước, trừng mắt nói: rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? không phải ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi một thân phiền toái, ta cũng giống ngươi có phụ huynh gây họa, ngươi truy mãi không tha, chỉ làm cho tuyến lộ sau này càng ngày càng khó đi, càng ngày càng phiền toái. ngươi cũng nói ta phiền toái cuốn thân, nhưng phiền toái của ngươi chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. ngươi Khương lộ giao trận tròn mắt, phụ thân ta còn chưa phải là vĩnh đinh hầu thế tử đâu ngươi đừng có bày ra bộ dạng đố phu có được không? Ta cùng ai gặp mặt, không cần ngươi quản, huống chi thế tử điện hạ phong độ của ngươi đâu. Mới vừa rồi ngươi không cảm thấy ngươi rất thất lễ sao? Giao giao có tin hay không ta đây liền tiến cung tìm hoàng thượng vì phụ thân ngươi thỉnh phong thế tử? Sắc mặt Khương Lộ Giao trở nên rất khó xem, triệu đặt trạch xem như hòa nhau, sẵn khoái nói. Nếu là người khác sẽ rất khó, nhưng với ta mà nói bất quá chỉ là chuyện vặt, giao giao đừng quên, ta là tần vương thế tử ngươi trừ bỏ thân phận tần vương thế tử ra, thì còn có cái gì đáng để nói? Ánh mắt Khương Lộ Giao mang theo kinh thường nhìn hắn, triệu đạt trạch vừa tức vừa bực, ánh mắt bộc lộ hung quang. Ngươi xem thường ta. Tuy lúc nãy Khương Lộ Giao nói nàng kinh thường hắn, nhưng triệu đạt trạch cho rằng, chỉ cần hắn không đoạt nữ tử, phá hư danh tiết thì Khương Lộ Giao sẽ cảm thấy hắn cũng là nam nhân không tồi có giá trị phó thác chung thân. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, Khương Lộ Giao sẽ thay đổi cách nhìn về hắn, đối mặt với tần vương thế tử sắc mặt hung tận âm lãnh trong lòng khương lộ dao cũng có chút kiên kỵ cũng sợ hắn sẽ làm ra chuyện thương tổn nàng nhưng nếu hôm nay không nói rõ ràng tiếp tục dây dưa thì ràng buộc càng ngày càng thâm nếu triệu đặt trạch tiếng cung thỉnh chỉ dựa theo sự sủng ái của hoàng thượng đối với hắn sẽ không ở vì ai làm vĩnh ninh hầu thế tử mà cố ý khó xử hắn hơn nữa lúc này cương nhị gia đã ký danh bích tử chính là vĩnh ninh hầu thế tử danh chính ngôn thuận ngoài thân phận tần vương thế tử, văn thải, võ công, địa vị, quyền lợi, ngươi có gì nổi bật? Khương lộ giao ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo kinh miệt. Nếu không phải nam đinh dương gia toàn vong, nếu hoàng thượng không phải ấy nấy với dương gia, thì ngươi cho rằng ngươi có hôm nay. Huynh trưởng của ta cũng hay gây họa, phụ thân ta thường xuyên phạm nhị, nhưng bọn họ ở trong đạo lý cũng không có hồ đồ, ngươi muốn ta coi trọng ngươi, ngươi đừng muốn chết. Ngươi có từng nghĩ tới, cả đời này rốt cuộc ngươi nên làm cái gì? Thực lực không đủ, còn muốn cùng Tần Vương Phi đấu. Ngươi nói ta không đấu lại Tần Vương Phi. Khương Lộ giao lui về phía sau hai bước, gật đầu nói. Hiện tại mà nói, ngươi đang nằm trong lòng bàn tay nàng. Ha ha, nực cười, ta bị nữ nhân kia nắm giữ. Ngươi có biết ta ở Tần Vương Phủ nói một không ai dám nói hai. Ta muốn nhi tử của nữ nhân kia quỳ, bọn họ cũng không dám đứng ngươi nhìn giống như có được hết thảy, nhưng trừ thân phận tần vương thế tử cùng sự thương hại ấy nấy của đế vương đối với dương gia ra, thì ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Đế vương thương hại ấy nấy sẽ có một ngày biến mất, dù ngươi làm tần vương, dựa theo năng lực hiện tại của ngươi cũng không thể so với mấy nhi tử do tần vương phi tự mình dưỡng dục. Triệu đạt trạch nắm chặt quyền đánh thẳng tắp về hướng cương lộ dao, hai mắt đỏ đậm. Đừng cho là ta để ý ngươi, là ngươi có thể nói ta thế nào cũng được. Khương Lộ Giao thấy nắm tay tiến đến, biết trốn không thoát, nhắm hai mắt lại. Nam nhân vô dụng mới đánh nữ tử xả giận. Nắm đấm cách chấp mũi nàng một khoảng cách thì dừng lại, triệu đặc trạch không phải bị lời nàng chọc tức, mà hắn không nỡ đánh nàng. Không có ai dám nói với hắn những lời này, cũng không có ai dám cãi nhau với hắn. Hắn sống trong cô độc bị đám tôi tớ su nịnh mà lớn lên. Tuy tổ mẫu đau hắn, cũng chỉ là mọi chuyện theo hắn, không cho tần vương phi mưu tính địa vị của hắn, tổ mẫu cũng đau các tôn tử khác, hắn cũng không phải là duy nhất. Hắn vẫn luôn cô độc, không có bằng hữu, chỉ có kẻ thù, cùng với một đám thuộc hạ luôn thuận theo hắn. Nắm đấm ngừng ngay chóp mũi, Khương Lộ Giao còn đang tính toán chịu một quyền này. Hội phủ sẽ tìm phụ huynh, tìm tổ phụ, tìm tổ mẫu cáo trạng, nếu nàng bị tần vương thế tử đánh, hôn ước sẽ có khúc chiết, như thế Khương Lộ Giao sẽ có cơ hội né tránh cho nên nàng cố ý phóng túng chính mình nói ra sự khinh bỉ của mình đối với tần vương thế tử. Tuy ta mắng ngươi, nhưng mắng ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, sau này sẽ không để tần vương thế tử chiếm được ưu việt. Nhưng hắn lại dừng lại. Khương lộ giao chậm rãi mở mắt, đáng chết, không phải ngươi nên cuồng bạo sao? Bị nữ tử chửi thẳng mặt như thế, lại không động thủ. Vẻ mặt triệu đạt trạch ẩn hiện mất mát, tâm sinh thương cảm, trong lòng Khương lộ giao lột bột một tiếng. Xong rồi, nàng có chút đồng tình với Triệu Đạt Trạch, bị Tần Vương phi cao thâm khó đoán chơi đùa đến xoay vòng. Đừng hỏi khương lộ giao làm thế nào biết được Tần Vương phi cùng Triệu Đạt Trạch ám chiến. Tần Vương phi trước sau đều chiếm cứ thế chủ động, dựa theo ấn tượng của nàng về Tần Vương phi mà nói, nữ nhân kia bố cục thâm sâu, Tần Vương thế tử khó có thể ứng phó. Triệu Đạt Trạch từ trước nay chưa bao giờ nhìn thẳng vào Tần Vương phi. Dù Tần Vương phi giết chết hắn, có lẽ Triệu Đạt Trạch cũng chẳng hay biết gì đâu nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, lực chú ý của hắn không đặt trên người Tần Vương Phi, có lẽ cừu hận đã làm hắn xem nhẹ rất nhiều thứ, kiêu binh tất bại. Hiện tại Triệu Đạt Trạch coi khinh Tần Vương Phi, Khương Lộ Giao suy nghĩ có phải nàng nên châm ngòi một chút, khiến hắn muốn động thủ với nàng. Nhưng nàng không phải là người cuồng ngược. Trước mặt Khương Lộ Giao tối sầm, nhìn Triệu Đạt Trạch đứng trước mặt, hai lỗ tai bị tay hắn che lại, đầu bị nâng lên. Bốn mắt đối diện, Khương Lộ Giao nhìn thấy môi triệu đạt trạch càng ngày càng gần. Đây là bị hôn khúc dạo đầu sao? Nàng có thể nói cho triệu đạt trạch biết là nàng rất có kinh nghiệm không? Nàng không hề cảm thấy bị nam nhân nào hôn là nhất định phải gả cho hắn. Nhớ lúc trước ở bãi biển, ban ngày ban mặt, nàng hưởng thụ soái ca hôn môi, trai tây trai ta đều có. Ngươi dừng lại. Sợ. Ngón tay triệu đạt trạch nhẹ nhàng cọ nhẹ gương mặt của Khương Lộ Giao, rất mềm, thực thích. Nàng rất bình tĩnh, không hề ngượng ngùng, ngược lại người từng có kinh nghiệm như triệu đạt trạch lỗ tai hắn lại nóng lên, hạ thấp đầu, cơ hồ muốn dán lên môi nàng, cầu xin tha thứ, đáp ứng gã cho ta, lúc này ta sẽ buông tha ngươi. thật nực cười, gã cho ngươi, ngươi định hôn môi? khương lộ giao đặt tay lên vai triệu đạt trạch, nam nhân gần trong gan tất tràn ngập hơi thở nguy hiểm, không thể phủ nhận hắn là soái ca đại điển hình của cổ đại, có câu nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Khương Lộ Giao vô tâm với Triệu Đạt Dật Văn Nhã, nhưng đối với hắn lại tồn tại tâm tử muốn đùa giỡn. Này không tốt. Nhưng soái ca tà mị, tối tâm, lại chứa cừu hận khắc cốt luôn được nàng ưu ái. Trước kia nàng cùng từng kết giao với nam nhân như vậy, nam thần hoàng mỹ, nàng không có hứng thú. Nếu nam nhân gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, sao nàng có thể làm đại nữ nhân? Khương Lộ Giao liếm liếm môi, Triệu Đạt Trạch không hôn được, sao hắn lại có cảm giác hắn mới là người bị cưỡng hôn? Tiểu thư Khương Gia đều đặc biệt như vậy. Hay chỉ có mình nàng có cá tính độc nhất vô nhị? Hơi thở xử nữ chưa tán, nàng không phải là nữ tử phóng túng dâm đảng, hơn nữa ánh mắt của nàng chất chứa thưởng thức, giống như muốn nhấm nháp điểm tâm. Nàng so với hắn càng thích hợp làm hoa hoa công tử. Nếu bổn thế tử hôn ngươi, ngươi không muốn gả cũng không được. Triệu đạt trạch mở miệng uy hiếp, hắn muốn nhìn thấy sự bối rối, thần sắc cầu xin tha thứ trong đôi mắt nàng. Khương lộ dao muốn đẩy hắn ra, lại trượt tay, môi đụng vào nhau, bọn họ hôn môi. Chương 38, lựa chọn. Hai người mở to mắt, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn, lại không chịu thua không chịu rời đi. Triệu đạt trạch nghĩ thầm. Nha đầu này quả nhiên để ý mình, bờ môi thật mềm, thật ngọt. Thân mật đụng chạm khiến trong lòng hắn ấm áp, xua tan bực bội, có một người ở bên mình, toàn tâm toàn ý hướng về mình thật là tốt. Chẳng sợ nàng thường xuyên mắng chửi người, nhưng lúc mắng chửi người đánh người, nàng rất đáng yêu, là vì muốn tốt cho hắn, không phải sao? Đầu óc Khương Lộ Giao choáng váng, đây là ông trời muốn tuyệt đường lui của nàng sao? Như thế nào lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế? Bất quá bờ môi của hắn, thực kính đạo, môi hình không tồi. Đáng chết, Khương Lộ Giao dùng hết sức lực đẩy triệu đạt trạch, thầm mắng chính mình. Sắc nữ, trước mắt người là tần vương thế tử phiền toái quấn thân, không phải loại bạn trai ở hiện đại có thể kết giao. Là nàng chủ động thân ta. Triệu đạt trạch cười xấu xa sờ sờ môi. Ta sẽ không phụ trách, tần vương thế tử điện hạ. Khương lộ giao cầm khăn cọ cọ miệng mình, khẽ nhếch môi, nghiêm túc nói. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta sẽ không thú ngươi. Ngươi. Ánh mắt triệu đạt trạch ẩn hiện ý không dám tin. Ngươi lặp lại lần nữa, có phải hắn gặp ảo giác nếu ngươi nói ai chủ động thân ai người bị thân đành phải gả vừa rồi tuy là ngoài ý muốn nhưng không thể phủ nhận là ta chủ động nhưng ta không có đa tình như thế tử điện hạ ta sẽ không phụ trách cái này hãy coi như không có gì phát sinh ngươi cũng không thiệt dù sao cũng chỉ có ta là nụ hôn đầu tiên của khối thân thể này ngươi cũng không muốn thú một nữ nhân vừa nhìn thấy mỹ nam liền mất lý trí hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn đúng không cho nên vì tương lai của ngươi mà suy nghĩ, buông tha ta, cũng là buông tha cho chính ngươi. Khương lộ giao bình tĩnh khẽ nhúng gối, xem như cáo biệt, rồi xoay người rời đi. Sắc mặt triệu đạt trạch rất khó coi, ngày xưa tự xưng là người có đầu óc khôn khéo lúc này đã loạn thành một đống hồ nhão. Nàng sẽ không phụ trách. Không đúng, vì sao lại biến thành như vậy? Không phải nàng nên gả cho hắn sao? Nàng thật sự bỏ đi. Triệu đạt trạch nhìn khương lộ dao càng chạy càng xa, vừa rồi nha đầu kia nói thật lòng nàng sẽ không phụ trách nâng tay cào đầu triệu đặc trạch lại đuổi theo khương lộ dao cắt cao túng chặt cánh tay của nàng khàng khàng nói ngươi không phụ trách ta phụ trách ta không có gì tốt ngoại gia phiền toái phụ huynh thích cây họa mẫu thân yêu bạc tổ phụ tổ mẫu nháo loạn ở riêng thúc bá xem phụ thân ta như kẻ thù đường tỉ muội có tâm tư khác hơn nữa dung mạo ta tầm thường tính tình không tốt quá cường luôn muốn chống lại nam nhân cùng nữ tử như ta sống qua ngày tháng, ngươi sẽ rất mệt. Khương lộ giao quay đầu nhìn triệu đạt trạch. Quan trọng nhất chính là ta rất hẹp hòi, tính chiếm hữu rất mạnh, trượng phu của ta, chỉ có ta đừng mơ tưởng nạp thiếp. Nếu làm anh hôn ách cả, ta không quen phu quân tương lai, có lẽ hắn sẽ có mấy người thị thiếp ta cũng không hỏi tới, nhưng ta gặp phải ngươi. Tâm ngươi duyệt ta. Không phải. Khương lộ giao lắc đầu, không quan tâm đến ánh mắt ảm đạm của triệu đạt trạch thật sự thú ta đối với ngươi mà nói không có gì ưu việt tính tình của ta rất thẳng rất nóng hành sự cũng không cẩn thận không biết điều thấp thú ta chỉ làm cho đời này của ngươi thêm phiền toái ngươi hiện giờ không thể để người khác dễ dàng nắm được nhược điểm thú ta phụ huynh ta sẽ trở thành nhược điểm của ngươi là vết thương trí mạng thế tử điện hạ buông tay đi chúng ta không thích hợp triệu đạt trạch từ từ buông lỏng tay khương lộ giao cười cười ta hy vọng ngươi có thể thành công những lời này là thật lòng, còn nữa đừng bị cừu hận che mờ đôi mắt, dùng thực lực của mình độc bộ thiên hạ, lúc đó mới có thể thống khoái báo thù, nghiền áp tất cả đối thủ, ngươi là nam nhân. Phải có hùng tâm khí phách của nam tử hán, đừng giống nữ nhân chỉ biết đâm lén sau lưng, hạ đầu lưỡi. Nàng đạp hắn hai lần, lại đùa giỡn hắn một lần, những lời này xem như bồi thường đi. Cách triệu đặt trạch báo thù quá hẹp, ở trong mắt Khương Lộ Giao hắn chính là dương đoạn tị trường. Lãng phí thân là nam nhân, cho dù có tính kế cũng nên ngấm ngầm dở trò quỷ kế trên triều đình, mà không phải cùng Tần Vương Phi chơi đùa. Nếu hắn có thể ảnh hưởng đến triều cục, nắm giữ toàn bộ thiết kỵ do Dương Gia lưu lại, đối phó Tần Vương Phi không phải chỉ cần một cái nhấc tay. Chẳng sợ Tần Vương Phi tâm kế cao thâm, cũng dao động không được địa vị của hắn. Nam tôn nữ ti tư tưởng phong kiến, cung đình hầu tước nam nhân so với nữ nhân có nhiều cơ hội hơn. Sau lưng không còn tiếng bước chân, Khương Lộ giao thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi Triệu Đạt Trạch. Nếu tiếp tục cùng hắn dây dưa, không chừng nàng sẽ thật sự vì đồng tình mà tâm sinh hảo cảm. Trong lòng Khương Lộ giao luôn nhắc nhở chính mình định ra mục tiêu, làm nước tương đảng, năm tháng yên tĩnh. Triệu Đạt Trạch không đáng để nàng thay đổi chế định kế hoạch nhân sinh. Nàng bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc Tiêu Duệ Hoa muốn cứu ai. Nhìn dáng vẻ của hắn rất khẩn trương, giống như có quan hệ đến tiền đồ của hắn. A à, chuyển qua chỗ ngoặt nhìn thấy triệu đạt trạch dựa lưng vào một gốc cây đại thụ khương lộ dao buồn bực vô cùng sao hắn lại chạy đến đây hắn nhìn lên không trung thần sắc do dự càng thêm mấy phần khí chất tà mị trong lòng khương lộ dao âm thầm tán thưởng nếu có nhiếp ảnh gia ở đây thì tốt rồi giờ phút này chụp lại đang ở tạp chí thời trang sẽ khiến đám nữ sinh thét chói tai lúc này khương lộ dao coi như hắn động kinh lúc chuẩn bị vòng qua người hắn triệu đạt trạch nâng tay chặn đường Giao giao hãy nghe ta nói. Ta là tần vương thế tử, mới có thể thú được nàng, không phải sao? Triệu đạt trạch đứng trước mặt Khương Lộ Giao, cắt cao nhìn khuôn mặt thiếu nữ trước mắt. Nếu lúc đầu hắn cảm thấy nàng rất thú vị, thực thông minh, có thể thú, hiện giờ hắn có một loại cảm giác. Nếu không thú được Khương Lộ Giao, cho dù hắn đạt được nguyện vọng, cũng sẽ có cảm giác hối hận cả đời. Tương lai nếu có một ngày ta bị thất bại, bị mọi người phỉ nhổ, bị phụ vương vứt bỏ, không còn thân phận tần vương thế tử, ta hy vọng bên cạnh ta còn có nàng. khương lộ giao cúi đầu, trầm mặt nhìn mũi chân. triệu đạt trạch kiên nhẫn chờ đợi đáp án của nàng, trong lòng thấp thỏm, nàng sẽ nói cái gì? đáp ứng hay là mắng chửi hắn? cái này, ta là người tham luyến phú quý, không nguyện ý chịu khổ. khương lộ giao ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, cho nên nếu ngươi thất bại, ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh ngươi chịu khổ bởi vì nam nhân không thể khiến thê tử có cuộc sống ổn định phú quý, ta không cần. Triệu đạt trạch lại bị nàng đã kích. Khương lộ giao thấy hắn có bộ dạng giống như bị sét đánh, trong lòng cảm thấy buồn cười. Ngươi suy xét rõ ràng rồi hãy nói, ta cũng không phải là hiền thê chịu thương chịu khó, trinh liệt không hối hận phụng hiến phu quân. Lúc này triệu đạt trạch không biết phải làm sao với khương lộ giao. Là buông tay. Hay là theo đuổi không bỏ mới vừa rồi rõ ràng hắn rất tự tin có được nàng, nhưng Khương Lộ Giao chỉ nói vài câu đã đánh bại tự tin của hắn. Khương Lộ Giao luôn nói những câu khiến hắn không thể dự liệu. Nữ tử giống nàng có thật sự thích hợp với hắn. Cái gì cũng nói trực tiếp, thẳng thắn khiến Triệu Đạt Trạch trở tay không kịp. Nữ tử không phải nên thẹn thùng nội liễm, mặc cho số phận sao. Dù là sau khi thành thân, cũng đạm nhiên, hiền huệ, điệu thấp, toàn tâm phụng dưỡng trượng phu, như thế nào đến lượt nàng lại yêu cầu nhiều như vậy? Hắn đã đáp ứng từ bỏ trái ôm phải ấp, nàng còn không chịu cùng hắn chung hoạn nạn. Thật chưa thấy nữ tử nào không biết xấu hổ như nàng. Trong lòng Triệu Đạt Trạch rất bực bội, một hồi thầm mắng khương lộ giao không có lương tâm. Một hồi lại thực thưởng thức sự chân thành thẳng thắn của nàng, thấy thế nào cũng tốt hơn nữ tử khẩu Phật tâm xà. Không thể phủ nhận mới vừa rồi những lời khương lộ giao nói, đã khai thông suy nghĩ của hắn. Cho dù hắn đoạt được từ anh, trừ chuyện khiến cho từ nghiễm lợi mất thể diện, đau lòng ra, hoàn toàn không làm suy yếu thực lực của từ nghiễm lợi. Từ nghiễm lợi không phải chỉ có từ anh là chất nữ duy nhất, nếu muốn cùng thái tử liên hôn, hắn sẽ có người lựa chọn, không lẽ đưa tới một người, triệu đặc trạch lại đoạt một người. Khi dễ nữ tử nhu nhược, hủy hoại danh tiết, hắn sẽ bị khương lộ giao chán ghét. Triệu đặc trạch đá bay viên đá dưới chân, như thế nào lại nghĩ tới nữ nhân đáng ghét kia? thế tử điện hạ tiêu duệ hoa đứng cách triệu đạt trạch ba bước chân một thân lam y nho sam hiển lộ văn nhã khuôn mặt thanh tuấn thông dong không biết người có rảnh không tại hạ có nói mấy câu muốn nói cùng người triệu đạt trạch lập tức áp xuống bộ dạng uể oải do bị khương lộ giao áp chế một lần nữa bày ra một bộ dạng kiêu căng bá đạo liếc tiêu duệ hoa bổn thế tử cùng ngươi không có gì để nói không rảnh thế tử điện hạ có muốn biết tin tức từ giang nam Triệu Đạt Trạch dừng chân đứng im, Giang Nam. Từ nghiễm lợi. Vì sao tâm tư muốn báo thù của hắn lại không thể gạt được Khương Lộ Giao cùng Tiêu Duệ Hoa? Người khác hoàn toàn không biết hắn một lòng vì Dương Gia mà báo thù. Năm đó Hoàng thượng đã xử tử toàn bộ gian thần hãm hại Dương Gia, bề ngoài nhìn từ nghiễm lợi cùng án oan của Dương Gia không có liên hệ gì, chỉ có hắn biết từ nghiễm lợi đã bối hữu cầu vinh. Hắn lại dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Ta không có hứng thú với Giang Nam, nhưng nếu tiêu giải nguyên phong lưu phóng khoáng có thể vì bổn thế tử giới thiệu vài danh viện Giang Nam, bổn thế tử có thể hãnh diện cùng ngươi uống hai ly, tiêu giải nguyên văn thải phẩm mạo thượng đẳng, nhất định có không ít hồng nhan tri kỷ, tuy ta là tần vương thế tử, nhưng gia giáo rất nghiêm, không bằng tiêu giải nguyên dễ dàng có được tâm mỹ nhân. Triệu đạt trạch đem mũ, háo sắc, chụp lên đầu tiêu duệ hoa, khương lộ giao không thích nam nhân háo sắc. Năm nay hắn đã 18 tuổi, lại là tần vương thế tử, chuyện thành thân bị trì hoãn đương nhiên không có khả năng vì một lời hôn ước mà thủ thân như Ngọc. Nếu hắn từng có tiền khoa, như vậy hắn cũng có thể khẳng định tiêu duệ hoa không thể thuần khiết như Ngọc. Mặc kệ tiêu duệ hoa có thuần khiết hay không, ít nhất hắn muốn khiến thương Lộ Giao biết tiêu duệ hoa cũng có hồng nhan tri kỷ. Giang Nam Văn Phong cường thịnh, dâm ý, xa hoa lãng phí, thường xuyên có chuyện tài tử cùng danh kỹ truyền ra ngoài. Triệu Đạt Trạch không tin tiêu duệ hoa thanh thanh bạch bạch, chưa từng đi thanh lâu lêu lỏng. Thế tử điện hạ xem trọng tiêu mổ, tiêu mổ gia cảnh bần hàng, một lòng cử nghiệp, thật sự không giống thế tử điện hạ lớn lên ở trong phú quý, nữ nhi hương. Đậu cao trung sẽ vì nước cống hiến, tiêu mổ không dám vì sắc đẹp mà phân tâm, cô phụ sư phó cùng sự kỳ vọng của phụ mẫu. Tất cả mọi người đều đã thành niên, tiêu giải nguyên, đừng ở trước mặt bổn thế tử giả ngu giả ngốc. Thế tử điện hạ trong miệng vị chua thật đậm, không biết có phải vì khương biểu muội. Ha, triệu đạt trạch nheo đôi mắt trong mắt ẩn hiện tức giận hồn nhiên không thèm để ý nói giao giao đối với bổn thế tử mà nói chính là dễ như trở bàn tay ngươi không phải kêu khương biểu muội sao triệu đạt trạch kêu giao giao nhìn xem ai thân cận hơn ai ánh mắt tiêu duệ hoa hơi đổi đồng dạng áp xuống một tia không thoải mái chắp tay nói xem ra tiêu mổ nghĩ nhầm thế tử điện hạ tiêu mổ không tin ở kinh thành không tìm ra người bất mãn với từ đại nhân thật sự là từ nghiễm lợi. Triệu Đạt Trạch do dự một lát, hắn đã từ bỏ kế hoạch cướp đoạt từ anh, nếu để từ nghiễm lợi vào kinh cùng thái tử liên hôn, sau này hắn muốn trả thù từ nghiễm lợi sẽ càng gian nan. Nhưng nếu tiêu duệ hoa thiết kế cạm bẫy, từ trước đến nay hắn chỉ tin tưởng bản thân hắn. Chờ một chút. Triệu Đạt Trạch nhịn không được lên tiếng ngăn lại, tiêu duệ hoa quay đầu lại hỏi. Thế tử điện hạ có gì phân phó? Ngươi, tàn nhẫn thực tâm, đôi mắt Triệu đạt lộ ra tàn nhẫn. Nếu ngươi lừa bổn thế tử, bổn thế tử sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt. Thế tử điện hạ vì gia mẫu báo thù, tâm tư này cũng không khó đoán, chỉ là người cho rằng người khác không nhìn ra. Thật ra, lời còn lại không cần tiêu duệ hoa nói nữa. Năm đó Tần Vương chính phi cùng Nhi tử tự sát so với án oan Dương gia cũng chấn động thiên hạ. Phàm là người thông minh hiểu biết nội tình, sao không đoán được tần vương thế tử đối với người khởi xướng tràn đầy hận ý. Mặc kệ triệu đạt trạch hoang đường, ăn chơi trác tán, ở trong lòng hoàng thượng cùng một đám thiết kế hủy hoại dương gia cũng nhớ kỹ chuyện cũ này. Có lẽ là vì ấy nấy, cho nên không thiết kế triệu đạt trạch quá nhiều. Nhưng nếu triệu đạt trạch phạm vào đại sai, hoàng thượng sẽ không nuông chiều bảo vệ hắn. Thuận nước đẩy thuyền giải quyết tần vương thế tử không đủ hiền lương, vừa thể hiện hoàng thượng khoan dung, lại giải quyết được hậu hoạn. Triệu Đạt Trạch đè ép tức giận, thì ra tất cả những gì hắn làm, ở trong mắt bọn họ giống như vai hề nhảy nhót. Khó trách Khương Lộ Giao nói hắn thực lực không đủ, nếu hắn có năng lực nắm giữ triều cục, thu thập từ nghiễm lợi có gì khó. Ta nói trước nói một câu, mặc dù ngươi giúp bổn thế tử đạp đổ từ nghiễm lợi, bổn thế tử cũng sẽ không bởi vì cảm kích ngươi, mà từ bỏ giao giao, nàng, triệu đạt trạch ta đã định rồi, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay ta cướp được nàng. Triệu Đạt Trạch nhìn chầm chầm vào đôi mắt của Tiêu Duệ Hoa. Ngươi cũng không được. Vì một nữ tử, đáng giá sao? Thế tử Điện Hạ có biết tin tức ta định nói với ngươi đủ để từ đại nhân thân bại danh liệt? Khiến Hoàng thượng tự mình xử quyết hắn. Trong mắt Triệu Đạt Trạch ẩn hiện một phần do dự, qua một lúc lâu, hai mắt có chút phím hồng, khàn khàn nói. Ta có rất nhiều cơ hội đạp đổ từ nhiễm lợi, thú nàng, ta chỉ có một lần cơ hội, ta không muốn bỏ lỡ, nếu ngươi đáp ứng, chúng ta có thể liên hợp đạp đổ từ nghiễm lợi, nếu ngươi muốn ta từ bỏ giao giao, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục bàn tính, hôm nay ở tướng quốc tự, bổn thế tử chưa từng thấy ngươi, ngươi mang theo âm mưu quỷ kế của ngươi, muốn tìm ai thì tìm. Chương 39, Trập 7 Gió thổi lá cây sàn sạc rung động, triệu đạt trạch cùng tiêu duệ hoa bốn mắt đấu nhau, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Thế tử điện hạ cũng biết, nếu ta đem nhân chứng vật chứng giao cho từ đại nhân, sẽ như thế nào? ta cùng từ đại nhân không thù, lão sư Giang Chiết là đồng khoa với từ đại nhân là hảo hữu, bọn họ có mười mấy năm giao tình. Từ đại nhân ở Giang Nam thi hành biện pháp chính trị nhiều năm, dân tâm quy thuận, bá tánh khen ngợi. Trên đời này có rất nhiều người cảm thán dương gia trung liệt, nhưng càng nhiều người không có thù hận với từ đại nhân. Ngươi nghĩ những lời ngươi nói có thể khiến ta đổi ý, đúng không? Triệu Đạt Trạch đánh gãy lời tiêu duệ hoa, không phải hắn không do dự, cũng đã cân nhắc có đáng giá hay không nắm chặt tay thành quyền, nếu đổi ý chẳng phải sẽ khiến tiêu duệ hoa xem thường. Xoay người, triệu đạt trạch không chút lưu luyến bước về hướng đại môn tướng quốc tự. Nếu tiếp tục ở lại, hắn sợ hắn sẽ đổi ý, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ, bớt lo. Thế tử điện hạ xin dừng bước. Tiêu duệ hoa ở sau lưng triệu đạt trạch cao giọng nói. Ngươi thắng, thỉnh thế tử điện hạ cùng ta tiến vào thiện phòng, ta để cho người gặp một người. Triệu đạt trạch dừng bước, trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn sụ mặt bàn quan xoay người lại, theo Tiêu Duệ Hoa đi vào thiền phòng. Tiêu Chức Hoa đã giúp người bị thương dùng dược, cũng thi triển tuyệt kỹ châm cứu, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy huynh trưởng, khẽ nói: "Nếu trễ một chút nữa, thần tiên cũng khó cứu." Vất vả cho muội rồi, tiểu muội." Tần Vương Thế tử. Lúc này Tiêu Chức Hoa mới nhìn thấy nam nhân cùng huynh trưởng tiến vào là ai, sao hắn lại ở chỗ này? "Tiểu muội ra ngoài trước đi." ta cùng thế tử gia có chuyện cần nói. Dạ. Tiêu Chiếc hoa phúc thân với tần vương thế tử, sau đó xoay người bước ra cửa. trong lòng âm thầm suy đoán, rốt cuộc huynh trưởng có chuyện gì mà một hai phải nói cùng tần vương thế tử? Tần vương thế tử rõ ràng có ý với khương biểu muội, nếu không lúc trước hắn sẽ không xông ra bảo hộ khương mân tẩn. hai phủ lại có hôn ước, thế tử điện hạ nên thú khương biểu muội chẳng phải là nước chảy thành sông hay là huynh trưởng muốn ngã bài với tần vương thế tử? Không phải, dựa theo tâm tư của huynh trưởng mà nói chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Trong lòng huynh trưởng không có tư tình nhi nữ, dù có hảo cảm với Khương Biểu muội chỉ sợ cũng không sâu đậm. Khương Biểu muội còn chưa khiến huynh trưởng động tâm đến nỗi phi khanh không thú. Không phải tiêu chức hoa không muốn nhắc nhở huynh trưởng Khương Lộ Giao khó có. Nhưng huynh trưởng luôn luôn có chủ ý không nhất định sẽ nghe. Hai huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nàng hiểu rõ huynh trưởng muốn cái gì nhất huynh trưởng đợi đến lúc công thành danh toại mới có thể suy xét hiền thê thế tử điện hạ mời ngồi hắn là ai triệu đạt trạch cùng tiêu duệ hoa ngồi đối diện trong thiện phòng trên giường là một vị thư sinh trẻ tuổi suy sụp hôn mê bất tỉnh vóc người thoạt nhìn không cao lắm sắc mặt trắng bệch hơi thở mỏng manh có thể đoán người này bị thương rất nặng chỉ thấy xuất khí không thấy tiếng khí thương thế nặng như thế lại chính là con ác chủ bài mà tiêu duệ hoa dùng để đạp đổ từ nghiễm lợi. Triệu đạt trạch có chút hoài nghi, có phải mình đã bị lừa? Mới vừa rồi lúc vào cửa, triệu đạt trạch gặp lại tiêu chức hoa, lúc này hắn đã đem tiêu thị giống như thê tử của đại cửu tử mà đối đãi Tiêu thị có dung mạo thanh tú, khí chất trầm ổn, lại có một tay y thuật, đại cửu tử Khương Mân Cẩn có thể thú được nàng, ít nhất sẽ khiến thái tử thiếu một phần trợ lực có tiêu thị trong coi đại cửu tử, sau này hắn cũng tốn ít tâm tư, Khương Lộ Giao nói nhược điểm bắt thóc gì đó, triệu đặc trạch đều để tâm. Hắn và ta học cùng viện, tư chất tầm thường, nhưng tổ tiên của hắn đã từng là danh thần. Tiêu Duệ Hoa rất bình tĩnh, không hề bị sự yêu ghét ảnh hưởng. Hắn đã từng đắc tội với ta, ta chỉnh hắn đến nỗi ở trong học viện ở không nổi. Nhưng mà, cũng vì cơ duyên xảo hợp, mà cuối cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Triệu Đạt Trạch nhìn Tiêu Duệ Hoa, vại nguyên này lãnh tâm lãnh tình, tương lai sau này thành tựu công danh không thể xem thường. Tiêu Duệ Hoa có tố chức làm chính khách, giết người với vô hình, tuyệt đối sẽ không vì yêu ghét mà ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Sau đó, tổ tiên của hắn là ai? Ngô Văn Tề. Ai? Đôi mắt Triệu Đạt Trạch lộ ra hung quang, nhìn xuống xúc động, cả giận nói. Ngô gia không phải đã tuyệt tử rồi sao? như thế nào mà tạp chủng vẫn còn tồn tại ngô văn tề sao xứng gọi là danh thần đừng nghĩ rằng hắn ở thiên lao sợ tội tự sát là có thể hoàn lại tội lỗi nếu không phải hắn không phải hắn sao ngoại tổ phụ của ta bị chết vì thiên đao vạn quả ta hiểu vì sao thế tử điện hạ thống hận ngô văn tề ngươi hãy bình tĩnh một chút năm đó chuyện về dương gia ta so với ngươi còn rõ ràng hơn sao ngươi có thể rõ ràng hơn ta thế tử điện hạ là ngoại tôn của dương gia Tần Vương Chính Phi vì vậy mà tự sát, ngươi là người trong cuộc, trong lòng chỉ có oán hận, ta trừ chuyện cảm thán dương gia trung liệt ra, thì ta thật sự là người ngoài cuộc, người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, lời này cũng không sai. Trong mắt Thế tử Điện Hạ, bi kịch mà dương gia gánh chịu vì đâu? Hay chỉ vì đám gian thần xua nịnh tính kế dương gia? Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Dương gia gặp bi kịch là vì công cao chấn chủ, biên cảnh chỉ nghe lệnh dương nguyên soái, không nhớ tới đương kim bệ hạ, nếu ngươi là bệ hạ trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi Dương gia là nhạc gia của Tần Vương Điện Hạ, Dương xuất cùng lão Tần Vương là sinh tử chi giao. Những lời ngươi nói ta đều biết, Tiêu Giải Nguyên, ngươi không phải là người đầu tiên nói với ta những lời này. Những câu tiếp theo, ta nhất định sẽ là người đầu tiên nói cùng ngươi. Tiêu Duệ Hoa không để ý lời trào phúng của Triệu Đạt Trạch. Ngô Văn Tề chết oan, hắn giữ được Dương gia nếu không có hắn một lòng chờ đợi hoàng thượng đổi ý tỉnh ngộ thì hiện tại dương gia một người cũng không còn còn có năm đó người thông tri tần vương chính phi chính là ngô văn tề ngô đại nhân thì thế nào sớm biết muộn biết nương ta cũng sẽ tự sát ánh mắt triệu đạt trạch đột nhiên ngưng trọng khuôn mặt dữ tợn có chút nhợt nhạt nương đã sớm biết dương gia xong rồi nếu không có tần vương chính phi một phen an bài dương gia chỉ sợ đã sớm diệt là nàng tiến cung cầu thái hậu nương nương cũng là nàng giả tâm vờ điếc ngầm đồng ý ngô văn tề ẩn tàng nam đinh duy nhất của dương gia tại hạ không thể không khen ngợi một câu tần vương chính phi là một vị nữ nhân lợi hại bảo vệ nhất mạch hương khói cuối cùng của ngoại gia hơn nữa còn làm cho thế lực dương gia bị sót lại có thể tránh bị hoàng thượng nhổ tận gốc đem dương gia bố trí phân tán lại khiến hoàng thượng cho rằng mình nắm giữ tất cả một khi người dương gia ra lệnh nhóm người này vẫn như cũ nghe lệnh hậu nhân của dương nguyên soái tiêu duệ hoa tán thưởng khen ngợi Tần Vương Chính Phi, Dương Thị. Vị này là nữ tử khó lường, thà bản thân bị tổn hại, cũng không chịu vũ nhục bị hưu. Cũng không đành lòng để thân sinh nhi tử bị người coi kinh. An bài hết thảy, rồi lại ôm nhi tử tự sát, tạo ra mâu thuẫn khó giải giữa Tần Vương cùng Hoàng thượng. Đồng thời biểu lộ với người trong thiên hạ là dương gia nữ trung liệt, bởi vì quá mức thảm thiết, cọc án hoang này bị lặp đi lặp lại, vĩnh viễn tồn tại trong trí nhớ của bá tánh Đại Minh. Triệu Đạt Trạch chậm rãi cúi đầu, che đậy mi mắt. "Đúng, mẫu phi của ta là nữ tử rất lợi hại, ta." Thế tử Điện Hạ không cần coi nhẹ bản thân, người dũng cảm sống sót, khắc cốt ghi tâm cừu hận so với người đã chết càng đáng giá kính nể, có khi người chết có nghĩa trốn tránh, sau khi chết hết thảy ân oán tình thù cũng hóa thành hư ảo, trên đời lấy đâu ra ác quỷ dây dưa trả thù kẻ thù. Thân là người đứng xem, cũng là người biết chuyện, Tiêu Duệ Hoa có thể toàn diện đối đãi với tần vương thế tử Triệu Đạt Trạch tần vương phủ là cái trạng huống gì tiêu duệ hoa biết không nhiều nhưng cho tới bây giờ hoàng thượng vẫn không bắt được nhược điểm chí mạng của tần vương thế tử đủ để chứng minh thế tử điện hạ tuyệt đối không ăn chơi trác tán vô dụng như vẻ bề ngoài không có ai có thể làm tốt hơn ngươi thế tử điện hạ tần vương chính phi ở dưới chính suối cũng có thể nhắm mắt ta nghĩ nương ta sẽ đi tới thế giới cực lạc vô khổ vô bi cùng ngoại tổ phụ cùng các vị cửu cửu ở bên nhau sắc mặt triệu đạt trạch bình thản chỉ chỉ người bị thương đang nằm trên giường. Nói xem năm đó hắn làm như thế nào mà sống sót, ta nhớ rõ Hoàng thượng hạ chỉ Nam Đinh Ngô Gia toàn trảm. Nếu từ đại nhân bán hữu cầu vinh, Ngô Văn Tề phải tuân theo thánh mệnh không thể không xử trí dương gia, sao hắn lại không lưu hậu thủ. Ngô Gia cùng từ gia sớm có hôn ước, từ nghiễm lợi về tình về lý cũng sẽ cứu tiểu tế tương lai. Mai danh ẩn kích tìm cho hắn thân phận khác, chỉ tiết vị bằng hữu này không có tính cầu tiến, chuyện học hành luôn gập ghềnh, chất nữ duy nhất được Từ Nghiễm Lợi coi trọng là từ tiểu thư, lại là Giang Nam danh viện, xứng với một tên tú tài chẳng phải quá đáng tiếc. Từ Nghiễm Lợi hối hôn. Không sai. Từ Nghiễm Lợi cho rằng mình giấu giếm rất tốt, cho là hắn không biết chuyện năm đó, nhưng trên đời này không thiếu những người mang ơn cảm kích, Vũ Mẫu chính là người đó. Tiêu Duệ Hoa tươi cười nặng thêm một phần. Vũ Mẫu tìm được hắn, nói cho hắn biết tiền căn hậu quả, vị bằng hữu này cũng là người rất bền lòng dùng hồ nháo la lối khóc lóc che giấu chân chính mục đích hắn ăn vạ ở phủ của từ nghiễm lợi thám thính tin tức có rất nhiều người coi hắn như trâu chó vô lại tự nhiên có một số việc sẽ không giấu giếm với người vô dụng như hắn tốn thời gian ba năm cuối cùng hắn cũng nắm giữ chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi đủ để hắn sụp đổ triệu đạt trạch hỏi chứng cứ phạm tội vẫn còn trong tay hắn hiện tại ở trong tay ta ngày đó lúc hắn gặp nguy hiểm ta đã cứu hắn ta là gian chiết giải nguyên Kim Khoa Khoa cử sẽ đậu cao trung, hắn tin tưởng ta có thể giúp hắn đem chứng cứ này nộp cho Hoàng thượng vì ngô gia sửa lại án xử sai. Vốn dĩ hắn còn định chờ hai tháng nữa mới tới Kinh Thành, nhưng Giang Nam đột nhiên xuất hiện nhiều lời đồn đại khiến Từ Nghiễm Lợi quan tâm, nghe nói Thế Tử Điện Hạ có tâm với Từ Anh, trong lòng Từ Nghiễm Lợi kiên kỵ Thế Tử Điện Hạ, cho nên âm thầm an bài, phái người tra rõ việc này. Bằng hữu của ta thấy ít người trông coi cơ mật, hắn định nhân cơ hội một lần nữa tiếp cận Từ Gia, đáng tiếc lại để lộ dấu vết, bị từ nghiễm lợi biết được. Từ nghiễm lợi lo lắng lời đồn đãi là thật, chất nữ từ anh ở Kinh Thành sẽ gặp chuyện ngoài ý, cho nên tăng số người ám vệ hộ vệ, hơn nữa từ nghiễm lợi coi kinh hắn, cho rằng hắn biết này nọ chỉ là chút gia lông, người của hắn đi theo đuổi giết cũng không dám ở phụ cận Kinh Thành hành hung, cũng vì vậy mà hắn mới có thể tìm được ta. Tiêu Duệ Hoa đem một bố bao nhiễm huyết đưa cho Triệu Đạt Trạch. Ngươi xem đi, lần này từ nghiễm lợi muốn sống cũng khó, bệ hạ tàn nhẫn với mưu nghịch quyền thần năm đó dương soái phạm vào kiên kỵ dương gia diệt tộc hiện giờ từ nghiễm lợi đi cùng con đường với dương soái hơn nửa ngày thường hắn càng biểu hiện trung thành một khi chứng cứ tố giác đưa ra hoàng thượng sẽ càng tức giận chưa kể hoàng thượng đem từ lão tặc xem như chu công phụ chính thái tử triệu đạt trạch lật xem chứng cứ rồi hỏi ngươi tính làm sao cần có người giao cho bệ hạ nhưng chứng cứ này không thể xuất hiện trong tay ngươi ngươi muốn dùng ai triệu đạt trạch hỏi lại ngươi muốn ai làm bia ngắm tạm thời hấp dẫn chú ý của từ nhiễm lợi người này phân lượng không thể nhẹ cùng người thông minh nói chuyện không cần lãng phí miệng lưỡi tiêu duệ hoa vừa ý triệu đạt trạch trầm ngâm một lúc rồi nói còn có một đoạn chuyện xưa có lẽ ngươi không biết chuyện gì sự tình liên quan đến thân mẫu của khương nhị gia tiêu duệ hoa hơi cong khóe môi có ý tứ xem kịch vui nếu thế tử biết thân mẫu của khương nhị gia cùng đại cừu nhân từ nghiễm lợi có quan hệ không biết hắn có còn kiên định muốn thú khương lộ giao hay không nhân sinh nhiều lần do ngoài ý muốn mà tạo thành không phải oan gia không gặp nhau hiện giờ khương nhị gia đã ký danh đích tử triệu đạt trạch lập tức cảm thấy không ổn tránh thiết hạ mai phục của tiêu duệ hoa hiện giờ nhị gia là đích tử nếu làm thế tử mẫu thân của hắn chỉ có một người là gia mẫn quận chúa từ gia đã từng có một đoạn chuyện xưa. Tiêu Duệ Hoa không nhanh không chậm, chậm rãi giảng cổ. Từ gia cũng được coi là vọng tộc, nhưng binh sĩ từ gia có một cái tính xấu đó là háo sắc, đặc biệt là thích cướp đoạt quả phụ cùng thê tử của người khác, có lẽ vì theo đuổi kích thích, phụ thân từ nghiễm lợi đã từng vụng trộn với một tiết phụ vừa mới thủ tiết. Bên kia do quá sợ hãi quyền thế của từ gia, nên không dám lộ ra, bản hiệu khen ngợi tiết phụ treo ở cổng, ai ngờ tiết phụ thụ thai, sau đó lại thường xuyên qua lại, cũng không biết từ gia dùng bạc hay là như thế nào, tiếp phụ kia khó sinh mà chết, trên thực tế là làm tiểu thiếp cho từ phụ. Sau đó, ngày đó nàng sinh hạ ra hài tử chính là Khương Nhị Gia là Liễu Thị. Vì mẫu là thiếp, thân phận chết, ai sẽ để ý đến nàng? Đã sớm bị bán tới bán đi. Cuối cùng rơi xuống Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Triệu Đạt Trạch đột nhiên có loại cảm xúc muốn trống một tiếng, ông trời muốn trêu người đại cừu nhân của ngoại gia, từ nghiễm lợi lại là cửu công của Khương Lộ Giao. Sao Khương Lộ Giao có thể có huyết thống với đám người ti tiện từ gia? Tiêu Duệ Hoa miễn cười nhìn Tần Vương Thế Tử. Ngươi còn kiên định muốn thú Khương biểu muội sao? Ngươi không sợ ngoại tổ của ngươi bò ra tìm ngươi? Đủ rồi. Triệu Đạt Trạch đập tay xuống bàn, hỏi ngược lại. Ngươi có tư cách nói những lời như vậy? Ngươi cố ý nhắc tới đoạn chuyện xưa này, còn không phải là muốn để cho Khương Nhị Gia làm bia ngắm. Khiến từ nghiễm lợi vì huyết mạch ràng buộc mà ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dễ dàng ra tay động thủ với Khương Nhị Gia. Thấy sắc mặt tiêu duệ hoa ngưng trọng, có chút hổ thẹn, triệu đặc trạch tiếp tục nói. Dù ta không rõ mình có để ý giao giao với từ gia có chung huyết thống hay không, nhưng ta sẽ không đem phụ huynh của nàng đẩy vào nguy hiểm. Sao ngươi biết ta không thể bảo hộ Khương Nhị Gia? Tiêu Duệ Hoa phản kích nói một khi từ nhiễm lợi suy sụp tất nhiên người tố giác hành vi phạm tội của hắn sẽ được hậu thưởng khương nhị gia chỉ ăn chút khổ mà thôi hắn là đích tử ký danh gia mẫn quận chúa lại có vĩnh ninh hầu cho dù vào thiên lao cũng không có ai dám bạc đãi hắn chịu chút trách trở đổi lấy cả đời phú quý ta dù tiêu duệ hoa có nhiều lời hợp tình hợp lý cũng nói không nói lên câu không thẹn với lương tâm ngươi dám cam đoan từ nhiễm lợi sẽ vì một ti huyết mạch mà nhẹ tay ngươi dám cam đoan gia mẫn quận chúa có thể bảo vệ cương nhị gia. Triệu đạt trạch đặt chứng cứ qua một bên, sau khi nghe xong chuyện xưa, cái ý niệm duy nhất cũng là lấy cương nhị gia làm bia ngắm, hắn so với tiêu duệ hoa cũng không khác gì. Nhưng lúc hắn nghĩ đến cương lộ giao, hắn do dự, cũng không dám để cương nhị gia chịu khổ, gặp phải nguy hiểm. Mặc dù sau này cương nhị gia sẽ nhân cơ hội này có được phú quý, thì hắn vẫn không có mặt mũi đi gặp cương lộ giao, chứ đừng nói đến chuyện khiến Khương Lộ Giao cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Tiêu Duệ Hoa hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói xem nên làm thế nào? Tiêu Giải Nguyên, ai cũng không phải là ngốc tử, ngươi nói với ta những lời này, là muốn ta đẩy Khương Nhị Gia ra làm bia ngắm, đúng không? Triệu Đạt Trạch hận không thể một quyền đánh chết Tiêu Duệ Hoa loại người quỷ kế đa đoan, quả nhiên không có hảo tâm. Lợi dụng hận ý của hắn đối với từ nghiễm lợi, một hòn đá ném hai con chim, chỉ cần Triệu Đạt Trạch làm, cả đời Khương Lộ Giao cũng không tha thứ cho hắn. Đến lúc đó, Tiêu Duệ Hoa có thể làm đại anh hùng đạp đổ nịnh thần, con đường làm quan rộng mở, lại có được hảo cảm của Khương Lộ Giao. Nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên Tiêu Duệ Hoa cái gì cũng có thể lợi dụng triệt để. Triệu Đạt Trạch có thêm vài phần hứng thú với Tiêu Duệ Hoa, so với chuyện phân cao thấp với Tần Vương Phi thì thú vị hơn nhiều, huống chi. Hắn là ngoại tôn dương gia, Tần Vương Thế Tử dương gia tần vương triệu gia lưu lại đồ vật theo lý là hắn kế thừa trước kia hắn thầm nghĩ sẽ khiến từ nghiễm lợi thân bại danh liệt chỉ cần có thể báo thù là được hiện giờ hắn không nghĩ như vậy dựa theo bộ dạng hiện giờ của hắn dương gia quân sẽ nghe lệnh hắn cho dù hắn là ngoại tôn dương gia người có thể điều động cũng hữu hạn chỉ có danh chính ngôn thuận vì ngoại tổ dương gia báo thù hắn mới có thể đạt được trung nghĩa tín nhiệm của những người còn sót lại nếu không hắn chỉ có thể tiếp tục ăn chơi trác tán. Khổ này, ta chịu. Nếu ta không được hoàng thượng tín nhiệm, bị từ nhiễm lợi hại tánh mạng, ta nhận mệnh. Triệu đạt trạch đem chứng cứ nhiễm huyết bỏ vào trong lòng ngực, đứng lên lãnh ngạo nói. Ngươi chờ tin tức của ta, tương lai có chỗ tốt bổn thế tử sẽ không quên ngươi. Thế tử điện hạ, ngươi đi rất nguy hiểm, có lẽ bệ hạ sẽ không tin tưởng ngươi. Ta hiểu tâm tư của bệ hạ, nhưng việc này ta cần phải làm triệu đạt trạch nhìn hoàng hôn cuối chân trời tráng màu thực mỹ giống như khuôn mặt khương lộ dao đỏ bừng nắm thật chặt chứng cứ trong tay lẩm bẩm nói mệnh này là nhặt về có lẽ 18 năm trước ta đã đi cùng mẫu phi nếu ông trời để ta sống thêm 18 năm vì chuyện này có chết cũng không có gì tiếc nuối đem mệnh này trả cho dương gia còn có mẫu phi tiêu duệ hoa nhìn triệu đạt trạch đi xa khẽ nhíu mi tần vương thế tử ta xem nhẹ ngươi Mặc kệ Triệu Đạt Trạch nói như thế nào, chuyện nên làm hắn sẽ làm, không thể vì Triệu Đạt Trạch cố làm gây ra thất bại, mà bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở. Tiêu Duệ Hoa chậm rãi khép lại nắm tay, còn có một câu chưa nói, từ nghiễm lợi cùng thứ mẫu cũng chính là thân tổ mẫu của Khương Nhị Gia cũng gian díu. Lúc ấy phụ tử bọn họ đồng hành, ai cũng nói không chừng thân mẫu của Khương Nhị Gia rốt cuộc mang cốt nhục của ai. Cũng vì vậy mà từ gia mới có thể coi thường sự tồn tại của nàng ta có thể cam đoan khương nhị gia sẽ bình an không có việc gì cả đời phú quý khương biểu muội muội có thể tin tưởng ta chương 40, du thuyết sau khi hồi vĩnh ninh hầu phủ khương lộ giao vẫn không biết nguy hiểm sắp buông xuống cả gia nhị phòng khương lộ giao cùng nhị phu nhân nói hai ba câu rồi nhìn thoáng qua huynh trưởng vẫn còn ngủ say trên giường có tâm muốn đánh thức hắn nhưng lại luyến tiếc khương lộ giao nhéo má huynh trưởng lẩm bẩm nói ham ăn mê ngủ Gần đây nhị phu nhân tiếp nhận miếng ngon từ trong tay lão phu nhân, là tu sữa hoa viên. Nhị phu nhân rất bận. Tuy nhị phu nhân thường xuyên lấy chuyện đào gốc Tường Hầu phủ làm vui thú, nhưng nàng rất không thích người khác có sở thích giống mình. Vì vậy từ lúc nhị phu nhân chủ trì tu sửa công trình, bọn hạ nhân một chút nước luộc cũng không có. Chỉ là lúc báo trướng cho lão phu nhân, Khương Lộ Dao sẽ giúp nhị phu nhân tham ô một phần. Nhưng cho dù như thế, công trình hao phí bạc so với người khác làm đỡ hơn một phần mười. Lão phu nhân không thiếu bạc, trước kia cũng không thèm để ý này đó chi ra, hiện giờ nàng có tâm treo đùa khương lộ dao, thiên vị tôn nữ có mẫu thân cực phẩm. Đối với lão phu nhân mà nói, dùng chút bạc là có thể nhìn thấy khương lộ dao vất vả, rất đáng giá. Bởi vậy gần đây, lão phu nhân càng coi trọng nhị phu nhân, khiến các phòng còn lại ghen tị đến đỏ mắt. Nhưng dù bọn họ có nhiều bất mãn, cũng không dám ở trước mặt lão phu nhân vọng ngôn chỉ có thể ở sau lưng nguyền rủa ông trời bất công nhị phu nhân cũng biết bản lãnh của mình ra sao nàng biết mình dựa vào nữ nhi mới có ngày hôm nay cho nên không phải lão phu nhân giao cho nàng làm cái gì là nàng làm cái đó khó quá mệt mỏi quá hao tổn tâm huyết quá cho dù có nhiều nước luộc nàng cũng không tiếp theo tính nhị phu nhân mà nói nữ nhi của mình mà không đau lòng thì ai đau lòng lão phu nhân có mấy lần đưa đại sinh ý cho nhị phu nhân tiếp quản đều bị nàng lấy lý do năng lực không đủ đẩy lại vốn định rèn luyện năng lực cho khương lộ giao ai ngờ vị mẫu thân này không hề cảm kích lão phu nhân cũng chậm rãi thích ứng tính cách nhị phòng nhìn nhị phu nhân cùng khương nhị gia vui vẻ thoải mái sống qua ngày coi lời nữ nhi nói như thánh chỉ lão phu nhân thầm nghĩ cũng chỉ có phụ mẫu như vậy mới có thể dưỡng ra khương lộ giao khương lộ kỳ về trước khương lộ giao vừa vào cửa tứ phu nhân liền nhìn ra nàng không ổn tuy trong lòng oán hận nữ nhi không hiểu chuyện nhưng tóm lại vẫn là thân sinh nữ nhi của mình khương lộ kỳ mang theo một loại biểu cảm ai oán khó có thể tiêu trừ tứ phu nhân không rõ từ nhỏ chưa từng chịu khổ vậy vì sao khương lộ kỳ đau thương ngươi làm sao vậy bên ngoài thời tiết thay đổi sao tay lại lạnh như thế tứ phu nhân nắm đôi tay của khương lộ kỳ vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ kỳ nhi phụ thân ngươi chỉ muốn thừa tước, ngươi đừng mê hoặc hắn, tước vị vĩnh ninh hầu rơi trên người hắn, so với nhị bá phụ của ngươi thì tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn luôn hiểu chuyện, hãy nghe lời, cả gia chúng ta trông cậy phụ thân ngươi có thể quan to lộc hậu. Khương lộ kỳ thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy thân thể như lâm vào hàng băng, xương cốt lộ ra một cổ hàng khí. Tứ phu nhân nói rất nhiều, nhưng một câu nàng cũng không nghe được, trong đầu nàng chỉ có nghi hoặc không hiểu vì sao triệu đạt trạch không đi đoạt từ anh hắn không muốn vì dương gia mà báo thù. Hay là hắn phát hiện ra cái gì? Kỳ nhi. Nương. Thần sắc Khương Lộ Kỳ mờ mịt hoảng hốt, hay là nàng đang nằm mơ? Cắn cắn môi, rất đau, không phải mộng. Kiếp trước đau xót giống như khắc cúc ghi tâm, nàng có thể xác định kiếp trước cũng không phải mộng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu triệu đặc trạch không bị phạt đi trong coi hoàng lăng, tương lai sau này sẽ không trở mặt với thủ phụ quyền thần chẳng phải tần vương phi sẽ rất thất vọng. Triệu Đạt Trạch vẫn sẽ làm chuyện tán tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm. Sẽ, Triệu Đạt Trạch bản tính ác liệt, là súc sinh không bằng trư cẩu. Khương Lộ Kỳ chỉ cần tưởng tượng đến chuyện ác độc mà hắn đã làm, liền cảm thấy ghê tởm muốn ói. Triệu Đạt Trạch, ngươi chính là cầm thú không bằng súc sinh. Nương, không phải nữ nhi không muốn phụ thân thừa tước. Khương Lộ Kỳ lộ ra chua xót, đôi mắt hàm chứa đau thương. Nếu không có hôn ước cùng Tần Vương Thế tử, thì sao nữ nhi lại không muốn làm Thiên Kim hầu gia? Nương cùng phụ thân không thể nghe nữ nhi một lần sau. Tần Vương Thế tử thật sự không phải là phu quân tốt, nếu phụ thân có tiểu tế như hắn, tương lai sẽ bị hắn liên lụy đến chết. Phù phù, hương lộ kỳ quỳ xuống. Nương, nữ nhi thà chết trước mặt người cũng không thể gả cho hắn. Nữ nhi cam đoan, chỉ cần nhị tỷ tỷ gả vào Tần Vương phủ, nữ nhi sẽ giúp phụ thân đoạt tước vị thế tử từ trên tay nhị bá phụ. Không cần. Sắc mặt tứ gia âm lãnh đi vào cửa phòng, nhàn nhạt nói. Đại ca vị sĩ tử học giả uyên thâm khắc bản thảo, lúc học giả uyên thâm tiến cung giảng kinh cho thái tử điện hạ, thái tử khen ngợi đại ca có tâm dốc lòng cầu học, tôn sư trọng đạo, thái tử điện hạ đem chuyện này truyền cho hoàng thượng cùng nội các, mới vừa rồi hoàng thượng hạ khẩu dụ, khen ngợi đại ca. Mẫu thân cùng phụ thân cũng thương lượng, sẽ đem đại ca ghi tạc dưới danh nghĩa, tuy ký danh đích tử, nhưng hầu phủ không có ai là đích tử chân chính. Ở trong gia phả, chỉ có ký danh đích tử mới có thể liệt dưới danh nghĩa gia mẫn quận chúa, thứ tử còn lại tuy cũng kêu lão phu nhân là mẫu thân, nhưng bọn hắn là thiếp thất sở sinh. Khương Lộ kỳ sửng sốt một lúc lâu, lẩm bẩm nói. Đại bá không có đích nữ để gả, hắn không có khả năng làm thế tử, phụ thân không cần quá lo lắng đại bá. Câm miệng, chẳng lẽ đại bá ngươi không thể nâng đích nữ? Rốt cuộc trong đầu ngươi nghĩ cái gì? Mới vừa rồi tần vương thế tử còn ở trong cung khiến thái hậu cùng bệ hạ vui vẻ, thái hậu nương nương lưu hắn ở lại từ ninh cung, đây là vinh quang cỡ nào? Dù là thái tử điện hạ, cũng chưa từng được thái hậu nương nương coi trọng như vậy, dù thái hậu đã qua tuổi 80, nhưng mắt không hoa, tinh thần không suy, ngay cả hoàng thượng cũng không thể không nghe thái hậu nương nương. Tất cả mọi người đều biết địa vị tần vương thế tử vững như thái sơn, không nói đến tài học công bằng mà nói thì hắn cũng không tồi phẩm mạo xuất sắc có biết bao khuê tú muốn gả cho hắn mà không được người có tư cách gì ghét bỏ hắn không tốt tứ gia bị cương lộ kỳ chọc tức muốn học máu trước kia chỉ có nhị ca còn đỡ hiện giờ còn có thêm đại ca được hoàng thượng khen ngợi ta nhìn tước vị như thế nào cũng không đến lượt ta một khi phụ thân mất chúng ta chờ bị đuổi ra khỏi hầu phủ đi ngươi canh chừng nàng đừng để nàng mang tai họa đến cho ta chuyện thừa tước không cần ngươi nhọc lòng. Nếu tương lai ta làm thế tử, cho dù tần vương thế tử què đuôi, ngươi vẫn phải thực hiện hôn ước. Phụ thân. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa. Tứ gia dặn dò tứ phu nhân trong coi khương lộ kỳ, rồi xoay người đi thư phòng, buổi tối cũng chưa quay lại chính phòng, trực tiếp an nghỉ trong phòng tiểu thiếp. Tứ phu nhân tức nghẹn, càng thêm oán hận khương lộ kỳ. Thâm cung đại nội, yên tĩnh không một tiếng động. Triệu Đạt Trạch bị lưu lại từ Ninh Cung đang nằm trên giường tràn trọc, nhắm mắt liền nghĩ đến chuyện đã phát sinh ngày hôm nay. Mồ hôi lạnh ẩm ướt trung y, đột nhiên hắn từ trên giường xoay người đứng lên, ánh trăng sáng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ trán hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngũ quan có chút vặn vẹo, đôi đồng tử thâm thúy tồn tại điên cuồng bạo cùng hoang mang, nắm chặt cổ áo, hắn há miệng thở hỗn hển, giống như trở lại lúc hắn bị mẫu thân. Mẫu phi yêu thương hắn, nếu không sẽ không mềm lòng, đáng lẽ hắn đã chết từ 18 năm trước. Triệu Đạt Trạch đè lại tâm đang nhảy bang bang trong lồng ngực, giao giao, ta còn có nàng. Bởi vì đại phòng Khương Đại Gia cũng được ghi danh đích tử, hầu phủ càng thêm náo nhiệt, dù tam gia, tứ gia ở sau lưng nguyền rủa, lúc ở trước mặt đại ca bọn họ chúc mừng rất có thành ý, các phòng trong hầu phủ hòa thuận vui vẻ, huynh hữu đệ cung. Khương Nhị Gia ngồi trong bàn tiệc, ăn uống thỏa thích, đồ ăn phong phú tiệc này là đại phòng tự xuất bạc, các loại hải sản, sơn trân hải vị đều đệ nhất. Khương nhị gia ăn một bữa no nê, coi như cân bằng tâm tính, dù gì thư cục là chủ ý của khuê nữ hắn nghĩ ra, lại bị đại huynh phân mỏng lợi nhuận. Nghe nói mân cẩn chuẩn bị khảo tú tài. Khương đại gia cảm kích nhị gia, rốt cuộc người ngu như lão nhị ngu cũng không nhiều lắm. Khương nhị gia gật gật đầu. Nhi tử của ta chuẩn bị khảo tú tài. Chức tử nên sớm dụng tâm tiến tới, chuyện khảo tú tài hãy giao cho ta, ta sẽ giúp hắn suy tính hài tử của phủ chúng ta sao có thể nhiều lần thi không đậu tiến sĩ cử nhân đương nhiên phải dựa vào tài học nhưng tú tài lão nhị ngươi cũng nên quan tâm chất tử một chút nên sớm cầu ta để chất tử phí nhiều năm thời gian như vậy ai ta thân là đích trưởng tử còn có thể không chiếu cố nghi chất vương tử của huynh đệ vậy làm phiền đại ca người khác vì câu đích trưởng tử mà nhíu mày còn Khương nhị gia không lại không có khái niệm về từ này nếu hắn hỗ trợ không phải sẽ giảm bớt chuyện mới vừa rồi giao giao còn nhắc mãi, phải đi cửa sau gì đó, Khương Nhị Gia nhìn một vòng, hắn phát giác, cái đám hồ bằng cẩu hữu của hắn không giúp đỡ được gì. Cho dù có thể nói vài lời, kéo quan hệ cũng tốn bạc, có Khương Đại Gia coi bạc như rác đưa tới cửa, Khương Nhị Gia tuyệt đối không đẩy ra ngoài. Khương Tam Gia, Khương Tứ Gia cũng muốn ở trước mặt lão phu nhân biểu hiện mình rất có năng lực, sôi nổi mở miệng nói. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Ta ở hàng lâm viện có chút phương tiện, chuyện chất tử khảo tú tài, ta cũng muốn giúp chút lực. Khương nhị gia cảm động khi thấy các huynh đệ nhiệt tình, nâng chén nói. Đa tạ chư vị huynh đệ, hôm nay không dối gạt các huynh đệ, có các ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể có nhiều cơ hội ra cửa ước chiến với triệu vương điện hạ, triệu vương dưỡng trùng không được, lại hay ở trước mặt ta xưng hảo hán, cho hắn chút mặt mũi, hắn lại cho rằng ta thua kém. Chuyện tiểu tử của ta khảo tú tài liền làm phiền chư vị huynh đệ, ngày khác, hắn đậu tú tài, ta thắng triệu vương, quý phủ của chúng ta cũng coi như song hỷ lâm môn. Đám người Khương Đại Gia nhìn nhau, quả nhiên không thể đánh giá cao lão nhị. Sau bình phong, lão phu nhân nghe Khương Nhị Gia mạnh miệng, thiếu chút nữa không cầm được đũa, xem nhẹ đám người đại tức bên môi cười nhạo, liếc mắt nhìn Khương Lộ dao Nha đầu này thật ra rất hiếu thuận. Tổ mẫu, người cũng ăn. Khương Lộ dao cảm thấy ánh mắt của tổ mẫu nhìn tới, đem thịt cá đưa đến trước mặt lão phu nhân. Tôn nữ đã lấy xương rất sạch sẽ, người nếm thử xem, thịt cá rất tươi ngon. Chỉ cần tổ mẫu đem Khương đại gia ký danh đích tử, đừng nói hầu hạ lão phu nhân dùng bữa, cho dù vì lão phu nhân bưng nước rửa chân, nàng cũng vui lòng. Đương nhiên trong đó cũng do Khương Lộ giao thiết kế, nếu lão phu nhân không chịu nhận, dù hoàng thượng khen Khương đại gia như một đóa hoa cũng vô dụng. Chỉ giỏi duy lợi, thúc ngựa xu nịnh, ngươi cùng lão nhị thật sự không giống phụ tử, hắn như thế nào lại sinh ra ngươi? quỷ tinh linh. Lão phu nhân nếm một chút thịt cá, nói những lời này là vì hiểu quỷ tâm tư của Khương Lộ Giao, lão phu nhân cũng thích phần nịnh nọc dối trá. Này! Nhị tỷ tỷ cũng không đơn giản, ngày thường cũng ít lui tới hiếu thuận với tổ mẫu. Từ khi nhị bá phụ ký danh đích tử, nhị tỷ tỷ vẫn luôn vây quanh tổ mẫu không rời, khiến chúng ta này đó ngày xưa vẫn luôn hiếu thuận với tổ mẫu lại so không bằng ngươi. Trong lời nói của Khương Lộ Châu Lộ ra trào phúng, ghen tị, chỉ trích hiếu tâm của Khương Lộ Giao rất giả dối, chỉ vì có được chỗ tốt. Khương Lộ Giao cười khanh khách nói. Hiếu thuận chẳng phân biệt trước sau, chỉ cần dụng tâm là được, tam muội muội muốn hiếu tâm với tổ mẫu hơn ta, phải nỗ lực gấp bội mới được, ta cũng biết ta làm không tốt, cũng hy vọng tam muội muội có thể vượt qua ta, ta ngóng trong tam muội muội hạ ta xuống đài, trái phải đều hiếu thuận với tổ mẫu. Sắc mặt Khương Lộ Châu rất khó coi, Khương Lộ Kỳ mở to hai mắt, giống như lần đầu tiên nhận thức vị nhị tỷ tỷ này. Kiếp trước Khương Lộ Giao không có, vô sĩ, ngay thẳng, như vậy, đến cuối cùng, Khương Lộ Kỳ mới biết Khương Lộ Giao mờ nhạt trong đám tỷ muội là vì ẩn giấu, còn nàng biểu hiện rất tốt, cũng không thể gả cho nam nhân tốt. Hôn sự của nàng ta cùng Tiêu Duệ Hoa là do năm đó từ đại nhân đã làm thái bảo của thái tử thúc đẩy. Hiện giờ, từ đại nhân vẫn sẽ hỗ trợ Khương Lộ Giao sao? Khương Lộ Kỳ bị một loạt biến hóa khiến u mê mau khiến khương lộ giao gã vào tần vương phủ làm tần vương thế tử phi về phần tiêu duệ hoa khương lộ kỳ khó có thể quên tiêu duệ hoa từng đối với khương lộ giao rất thâm tình chuyên nhất nàng càng khó quên tương lai sau này của tiêu duệ hoa sẽ phong cảnh vô hạn như thế nào trọng sinh nàng muốn sống tốt hơn bất cứ ai lão phu nhân hưởng thụ khương lộ giao phụng dưỡng bất tri bất giác ăn uống ngon miệng hơn lão phu nhân lên tiếng dạy dỗ tôn nữ thật tình hay giả ý có quan hệ gì không phải nhị nha đầu đang đứng bên người phụng dưỡng ta sao? Lời của lão phu nhân mới là đại sát khí, cũng đúng, thật tình, giả ý đối với tổ mẫu mà nói, không phải quan trọng nhất. Nhi tử nhi tức tứ vòng, tôn nữ tôn nhi ở trước mặt nàng diễn cả đời, nàng chơi hầu cũng rất vui vẻ. Từ đây về sau, Khương Đại Gia bưng nịnh danh trưởng tử, phải quan ái huynh đệ, hiếu thuận phụ mẫu, có hắn ở phía trước, Khương Nhị Gia khôi phục thú vui như xưa. Cùng triệu vương ở đấu quát quát, liều chết đỏ sức thường xuyên qua lại, hắn cùng triệu vương từ đấu sinh tử thành đấu hữu nghị, thường xuyên tham thảo nên chơi như thế nào mới tận hứng, bạc nên xài như thế nào, uống rượu như thế nào. Nhưng lúc triệu vương thổi phồng cách chơi đùa nữ nhân, khương nhị gia vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm trang, phương diện này ta không thân. Tuy triệu vương không có cơ hội kế thừa đế vị, nhưng mỗi năm có rất nhiều bổng lộc, hoàng thượng cũng thường xuyên ban thưởng mỹ nhân cho hắn cho nên hắn rất hào phóng rất có nghĩa khí có thể mang theo khương nhị gia vào danh kỷ phong tư thậm chí có thể đưa cho khương nhị gia hai con ngựa gầy giang nam không được nếu ta làm ra chuyện không bằng cầm thú sẽ bị khuê nữ nhắc mãi đến chết ta phải bảo hộ đai lưng nếu khuê nữ không nhận ta sao ta còn có tâm tư đấu quắc quắc dưỡng trùng khuê nữ của ngươi cũng quá bá đạo do ta không có năng lực khương nhị gia rót rượu thở dài nếu ta nhận ngựa gầy gì đó Sao dám nhìn mặt phu nhân? Nàng gả cho ta đã đủ bỉ khuất rồi, ta không muốn thấy nàng rơi lệ. Khuê nữ ngươi bao lớn? Ánh mắt Triệu Vương nghiêm túc. Phủ ta lão nhị là thứ suốt, nếu ngươi chướng mắt hắn thì ta để lão tam làm tiểu tế của ngươi, như thế nào? Lão tam là đích thứ tử, rất được Vương phi yêu thương. Tuy ta vô tâm với vị trí vĩnh Ninh hầu thế tử, nhưng ngươi cũng không thể xem thường ta, hương gia cùng Tần Vương thế tử có hôn ước không chừng một ngày nào đó ta trở thành nhạc phụ của tần vương thế tử, tần vương thế tử so với lão tam của ngươi mạnh hơn nhiều. Khương nhị gia phi thường chứng mắt nhi tử thứ ba của triệu vương, dựa theo bản lãnh của nữ nhi mà nói, có thể dư sức. Nhưng tiêu chuẩn hoàng tộc đệ tử, bề ngoài rộng lượng, nội tâm âm u, cho dù cùng triệu vương liên hôn, hắn cũng không thể đem nữ nhi bảo bối gả cho lão tam. Ngược lại lão nhị, mặc dù xuất thân thứ tử, nhưng có thể cùng nhi tử của mình chơi chung, xem ra nhân phẩm cũng không quá kém. Quan trọng nhất là nữ nhi có thể dạy dỗ huynh trưởng khảo tú tài, nghĩ đến nhi tử của triệu vương cũng tám lạng nửa cân với nhị tử mình, vì vậy đối với nữ nhi mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Khương nhị gia là một phụ thân tốt, hắn bắt đầu hỗ trợ Khương lộ giao lựa chọn hôn phu. Dựa theo tính tình nữ nhi của hắn, tốt nhất nên gả cho nam nhân chịu nghe lời thê tử. Triệu vương cười lắc đầu, cầm lòng chim đứng dậy, nếu ngươi có thể làm nhạc phụ của tần vương thế tử ta sẽ cổng ngươi chạy vòng quanh kinh thành một vòng còn nữa ngươi dưỡng quắc quắc còn được nhưng nếu luận về chim chóc ta bỏ xa ngươi tám con phố chim sơn ca này hãy để ở chỗ ta vài ngày đợi mấy ngày nữa chờ nó mở miệng hót ta sẽ trả lại cho ngươi ngươi lại giúp ta chăm sóc chim con chim sơn ca này là ta khuê nữ của ta tuyển chọn tặng lão phu nhân đường đường triệu vương lại trở thành người dưỡng điểu cho khương nhị gia triệu vương cũng bất đắc dĩ ai bảo hắn rất vừa ý Khương Lão Nhị làm gì. Người cùng người có duyên có phận, có đôi khi rất khó nói rõ ràng. Giống như, sau khi Khương Nhị gia tiễn triệu vương xong, lại nên đón một vị công tử tuấn tú trẻ tuổi. Tại hạ họ tiêu, danh Duệ Hoa, là Giang Chiết Thi Hương Giải Nguyên. Liệt kê những năm trước người Giang Chiết Thi Hương Giải Nguyên, ở Đại Minh Triều đều là những nhân vật rất ghê gớm. Khương Nhị gia đọc sách không được, đối với những người hay đọc sách, thông minh hiểu lễ rất kính nể bọn họ, Khương Nhị Gia ngồi thẳng thân thể hỏi. Tiêu Giải Nguyên có chuyện gì? Tại hạ còn có một vị mùi tử, danh chức hoa, lấy tự cành đào sung xuê rực rỡ mùa hoa, chi ý nghi thất nghi gia. Danh hay. Khương Nhị Gia mở to hai mắt, danh này cùng hắn có liên quan gì? Tiêu Giải Nguyên, ta có phu nhân. Tiêu Duệ Hoa bị nghẹn một hơi. Tại hạ không phải tới làm mai mối, cũng biết người có phu nhân, còn có nữ nhi cùng nhi tử. A, à, nhi tử của ta đã có ý trung nhân xin lỗi tiêu giải nguyên tiêu duệ hoa nắm chặt chén trà hít sâu một hơi nói mụi tử của tại hạ chính là ý trung nhân của lệnh công tử phải không khương nhị gia nhìn tiêu duệ hoa trong mắt nhiệt tình tăng lên tự mình thay hắn đổ trà suy nghĩ một hồi nghi hoặc hỏi ngươi xác định không phải tới đây làm mai mối tiêu duệ hoa như thế nào cũng không thể ngờ nói chuyện cùng khương nhị gia sẽ lao lực như thế ngày thường khương lộ giao làm như thế nào đốc thúc phụ huynh có thể nghe hiểu tiếng người không hay là ngươi phản đối chuyện muội muội của ngươi gả cho nhi tử của ta không cần a à, nhi tử của ta rất tốt hắn có phong phạm của ta nhà ta của cải cũng rất phong phú chính là ta dựa vào bán quắc quắc cũng có thể kiếm đủ một phần sính lễ rất tốt khương bá phụ người có thể lắng nghe tại hạ nói không tiêu duệ hoa hận không thể lấy điểm tâm lấp kính miệng khương nhị gia hôm nay có phải hắn đã đến nhầm chỗ nhi tử của ta đã thức cả đêm khổ học khảo tú tài giải nguyên đại lão gia ngươi không thể nói mà không giữ lời nếu ngươi đổi ý nhi tử của ta khổ học không phải vô nghĩa sao hắn cố gắng rất nhiều a à. tại hạ không phải tới vì đổi ý muốn hối hôn Khương nhị gia vỗ vỗ ngực thở ra một hơi ánh mắt trong mông nhìn về phía tiêu duệ hoa ngươi cam đoan nếu ngươi hủy hôn ta sẽ xem như không nghe thấy tại hạ thề tại hạ cam đoan sẽ đem muội tử gả cho khương mân cẩn tiêu duệ hoa cắn răng tương lai sau này của muội tử có nhiều vất vả có công công như vậy hối hôn thôi đi tuy khương nhị gia khiến người sầu lo nhưng cũng may là người phụ thân thật tình yêu thương nhi tử tiêu duệ hoa nhìn thấy ánh mắt của khương nhị gia chỉ lo nhìn quắc quắc mày khóa chặt trong lòng tự thề sau này sẽ không trọng dụng khương bá phụ khương nhị gia xấu hổ cười nếu ngươi có chuyện gì đại sự, hãy đi tìm khuê nữ của ta, nếu không phải tới hối hôn, tìm ta, hắc hắc, ta sợ sẽ trì hoãn chuyện đại sự của ngươi, ngươi hãy đi vòng quanh kinh thành hỏi thăm một chút, ta từ trước đến nay không làm ra chuyện gì đứng đáng sự, chỗ nào ăn nhậu chơi bời đều có ta. Người sống thật dễ chịu. Ha ha, khuê nữ của ta cũng nói như vậy, khuê nữ của ta còn nói, người sống cả đời, cuộc sống tự tại rất khó có được, ý tứ của nàng chính là nói ta có được cuộc sống tự tại khó có so với rất nhiều người thì sống vô cùng tốt tiêu duệ hoa giỏi nhất thiện biện nhưng đối mặt với khương nhị gia hắn phát giác miệng lưỡi của mình thật vụn về nếu theo ý nghĩa của khương nhị gia cũng không có đạo lý khương bá phụ sống rất tự tại tiểu chất thực sự khâm phục nhưng người không định lưu lại cho nhi nữ thứ gì đó ngoài dưỡng trùng bạc ở trong tay phu nhân của ta ruộng đất nhà ta cũng có một ít trừ chuyện lưu cho giao giao phần của hồi môn ra còn lại đều để lại cho nhi tử của ta Tại hạ nói, công danh lợi lộc. Công danh. Khương nhị gia bực bội xoa xoa mặt. Không phải ta đã nói, chuyện đại sự đừng tìm ta rồi sao? Vừa nghe công danh, ta liền cảm thấy trầm trọng, nào còn cuộc sống tự tại. Tiêu duệ hoa vẫn duy trì kiên nhẫn, nhẫn nại, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị lấy đại nghĩa du thuyết Khương nhị gia. Sau khi gặp mặt, nếu hắn cùng Khương Nhị Gia nói đến đại nghĩa có thể sẽ khiến bản thân hắn nghẹn chết không bằng nói từ tiền đồ của nhi nữ, có lẽ có thể có được hiệu quả. Có công danh mới có lợi lộc, cho dù người vì nhi nữ lưu trữ nhiều bạc ruộng đất, một khi nhị phòng mất đi chỗ dựa là Vĩnh Ninh Hầu Phủ, bạc có thể giữ được hay không cũng khó nói, hay là Khương Bá Phụ muốn muội phu tương lai của tại hạ cả đời không thể nổi bật. Làm người bị các quý nhân sai xử. Khương Nhị Gia trầm mặt, Tiêu Duệ Hoa tiếp tục nói. Ta nghĩ Khương Bá Phụ cũng có thể nghĩ đến, ở trước mặt hậu duệ quý tộc, người có từng dương mi thổ khí hãnh diện. Dù người thể cốt cường tráng, tinh trung báo quốc, nhưng có ai xưng hô tán thưởng người. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Khương nhị gia càng nghe càng hồ đồ, hắn nghe không hiểu nha. Hôm nay ta tới là vì muốn đưa người một phần phú quý, cũng vì tương lai sau này của muội tử mà suy nghĩ, ta là giải nguyên, tương lai có thể chiếu cố muội phu, nhưng thân là nam tử, dựa vào thê tộc diều dắt, làm sao mân cẩn có thể ngẩng đầu. Ta biết rồi. Khương nhị gia vỗ đùi, nháy mắt nói. Ngươi tới đoán mệnh cho ta đúng không, có phải tương lai sau này ta sẽ đại phú đại quý? Tiêu Duệ Hoa có chút hoài nghi, bằng hữu của hắn điều tra bí mật từ gia có thật sự chuẩn xác, Khương nhị gia thực sự là người có huyết thống của từ gia sao? Chương 41, Phụ Ái Vị ngô bằng hữu từ Giang Nam tới không chỉ mang theo chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi, hắn còn nói đến những chuyện bát quái của từ nghiễm lợi. Năm nay từ nghiễm lợi gần 70, ở trong mắt người bên ngoài hắn là một vị đại quan cai quản biên giới. Ở từ gia, hắn có vài phòng tiểu thiếp, hồng nhan tri kỷ không biết có bao nhiêu. Háo sắc là tật của từ gia hậu duệ, dựa vào từ nghiễm lợi nhân tộc từ gia có rất nhiều, nhiều già dắt trẻ đầu nhập vào từ nghiễm lợi, như thế nào cũng phải trả giá đại giới. Tuy từ nghiễm lợi háo sắc, nhưng hắn có chiến tích xuất sắc, một thủ gian nam cũng coi như thanh chính liên minh. Nhiều phòng tiểu thiếp hay là có quan hệ không chính đáng với thê tử của người khác, không tính là đại sai. Huống hồ nam nữ hoang ái ngươi tình ta nguyện, chỉ cần không ai tố giác ai, từ nhiễm lợi vẫn có thể tiếp tục làm đại quan biên giới, trọng thần phụ chính. Mặc dù truyền ra một chút tiếng gió, từ nhiễm lợi sẽ dùng người khác gánh trách nhiệm thay hắn. Tiêu giải nguyên hãy nhìn xem mặt ta, nhìn kỹ. Cương nhị gia đem khuôn mặt lại gần tiêu duệ hoa. Có cao nhân nói tương lai sau này của quê nữ ta sẽ đại phú đại quý, làm nhất phẩm phu nhân, nhưng không có ai nói ta có mệnh phú quý đều nói ta trông cậy vào người khác ăn uống không lo kỳ thật ta cũng muốn vì nhi nữ làm chút gì đó văn võ không thành khương nhị gia muốn kiến công lập nghiệp cũng không có cơ hội bất quá kiến công lập nghiệp quá mệt mỏi quá tốn tâm huyết khương nhị gia cho rằng ăn nhậu chơi bời tương đối thích hợp với hắn tiêu duệ hoa nghiêm túc quan sát khương nhị gia hồi lâu đã có tâm đem muội muội gả cho khương mân cẩn hắn sẽ hỏi thăm tin tức một nhà khương nhị gia có người nói khương nhị gia ngốc có người nói hắn khờ cũng có người nói hắn giỏi đánh nhau càng có nhiều người cười nhạo hắn vô dụng nhưng trong rất nhiều tin tức không có ai nói khương nhị gia háo sắc rốt cuộc khương nhị gia có quan hệ với từ gia hay không tiêu duệ hoa có chút không chắc sở dĩ dám để cho khương nhị gia làm bia ngắm chính là vì khương nhị gia có huyết mạch từ gia tuy từ nhiễm lợi háo sắc nhưng thê thiếp chỉ sinh cho hắn một bảo bối nhi tử còn tôn tử đến tận bây giờ cũng không có một đứa còn hắn trộm người lại có rất nhiều nữ nhi. Có lẽ hắn làm nhiều chuyện sai trái chịu ông trời nguyền rủa, tư sinh nữ của hắn rất ít ai sống được lâu dài. Không phải chết bất đắc kỳ tử, mà chết thảm vì bị tai họa bất ngờ. Cũng không có được một đứa ngoại tôn, cho nên từ nghiễm lợi rất chú trọng huyết mạch, hết sức bên vực bao che khuyết điểm cho người của mình. Chỉ cần Khương Nhị Gia là huyết mạch của Từ Gia, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối từ nghiễm lợi sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết chỉ cần trong lòng hoàng thượng có hoài nghi, từ nhiễm lợi sẽ không có cách gì nhập kinh phụ tá thái tử. nếu tuôn ra bằng chứng từ nhiễm lợi hãm hại trung liệt dương gia, tất nhiên hoàng thượng sẽ không lưu hắn. nhưng nhìn khương nhị gia rất khó liên hệ với từ nhiễm lợi. rốt cuộc thế nào? khi nào ta có thể phú quý? khương bá phụ có từng nghe qua trung liệt dương gia, dương gia chuyện xưa ta từng nghe, còn không phải là kháng kim danh tướng. Thuyết thư ở tử quán trà lâu hay nói về dương gia tướng ta nghe đến nỗi lỗ tai muốn kết kén ta khương nhị gia nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng nói với tiêu duệ hoa ngươi nói xem dương lệnh công thật ra rất lợi hại thất tử tám tế hắn còn có năng lực đánh thắng trận ngươi xem ta không có việc gì mấy năm đi qua chỉ có nhất tử nhất nữ ai người cùng người thật không thể so không phải bắt tống dương gia tướng là đương triều trung liệt dương gia tiêu duệ hoa hoàn toàn bị khương nhị gia làm trộn lẫn rối loạn a à, khương nhị gia gật gật đầu ta chỉ biết dương gia là ngoại gia của tần vương thế tử nếu không phải vì có hôn ước ta cũng không biết được chuyện này mười mấy năm trước án hoang rung trời mà ngươi không biết có nghe nói nhưng không có hứng thú ngón tay của khương nhị gia gõ gõ ống trúc nhút quắc 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 theo nhịp gõ của hắn kêu to giống như đây là phương pháp giao lưu độc đáo của bọn họ nếu tiêu giải nguyên không phải tới hối hôn, cũng không phải tới đoán mệnh cho ta, vậy ta đi trước một bước. Khương bá phụ không kính nể dương soái sao? Dương soái tuổi xuân sớm thệ, tần vương cùng với lệnh tôn, có cùng bào chi nghị. Nhìn xem ba người ngươi nói, có ai tự tại sung sướng bằng ta? Dương soái chết vì thiên đao vạn quả, lão tần vương vô tật mà chết, phụ thân ta, hắn so với hai vị kia thì cường hơn, nhưng cả đời cùng mẫu thân phân cao thấp, cũng đúng, nếu không phải cùng mẫu thân phân cao thấp, không chừng hắn cũng sẽ bước theo vết xe đổ của hai vị kia, cho nên nói, Phúc kia biết đâu chính là họa, nhi nữ tình trường cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Duệ Hoa không còn dũng khí mở miệng, trong lòng thề không bao giờ nói chuyện với Khương Nhị Gia, hôm nay coi như hắn đến không công một chuyến. Rốt cuộc tiêu giải nguyên tính nói cái gì? Thỉnh nói thẳng, đầu óc ta không đủ dùng, nếu ngươi không nói, ta sẽ rời đi. Người Lúc tiêu duệ hoa cảm thấy chỉ số thông minh của Khương Nhị Gia thành số âm, thì đột nhiên Khương Nhị Gia thông minh lên số dương. Khiến giải nguyên tự xưng đầu óc thông tuệ cũng bị Khương Nhị Gia làm cho nửa vời, tiêu duệ hoa không biết có phải nên vì chính mình khóc lớn một hồi, vì chỉ số thông minh của mình có khả năng không cao. Ngươi đừng kỳ quái, mới vừa rồi không phải ta cố ý chơi ngươi, từ lúc đầu cho tới bây giờ ta vẫn không rõ vì sao ngươi tới trà lâu tìm ta. Nhưng khuê nữ của ta đã từng công đạo, phàm là ai tới gần ta nói chuyện vò vong lằng nhằng, nói mà ta nghe không hiểu thì người đó không phải người tốt. Tiêu Duệ Hoa chỉ cảm thấy ít hầu khô khát, không dám nói hắn là người tốt, nhưng dựa theo cách Khương Nhị Gia nói, hắn như thế nào lại giống như loại tiểu nhân. Lệnh ái thật là cao kiến. Đương nhiên, nếu không sao ta có thể ở kinh thành vui đùa lâu như vậy mà không xảy ra việc gì. Khuê nữ ta dạy ta rất nhiều, ở bên ngoài chơi phải theo điều lệ, mỗi một người tới tìm ta, ta đều có thể phát hiện ai dụng tâm hiểm ác. mới vừa rồi ta nói cái kia chưa từng thực tiễn. nếu không phải hôm nay gặp phải tiêu giải nguyên, ta còn không biết sử dụng đâu. vì muội muội ngươi là người trong lòng của nhi tử ta, dù ngươi là người xấu, ta cũng sẽ lưu lại nghe thử mục đích của ngươi. sắp kết thân gia, nếu ngươi có chuyện khó xử, ta nhất định sẽ hỗ trợ. đa tạ a. không có việc gì, không có việc gì. ai bảo nhi tử của ta coi trọng muội muội của ngươi? Khương nhị gia hào phóng xua tay, tiêu duệ hoa cười chua xót. Nếu bá phụ là người ngay thẳng, lại chịu hỗ trợ, tại hạ liền nói ngắn gọn, tại hạ có một phần chứng cứ, cần có người dân lên hoàng thượng. Việc này có chút khó. Ta không đủ tư cách thượng triều, dù ta giúp ngươi chuyển giao cũng không gặp được bệ hạ. Hiện giờ người là nhi tử của gia mẫn quận chúa, lại là đích tử của Vĩnh Ninh Hầu, đương nhiên có thể đi vào triều đình. Tại hạ cũng không dối gạt người, chứng cứ này đề cập đến án quan năm đó của dương soái chỉ cần có thể khiến bệ hạ tâm tồn nghi ngờ hương bá phụ chính ân nhân của dương gia sau khi công thành tất nhiên người sẽ được ưu việt hoặc là kế thừa tước vị hoặc là vĩnh viễn hưởng phú quý người không cần phải dựa vào nhi nữ mà phú quý ngược lại còn có thể giúp đỡ khương mân cẩn ta cảm thấy dựa vào nữ nhi mà được phú quý thì có gì mất mặt ta rất cao hứng a điều này chứng minh ta dưỡng ra nữ nhi tốt rất hiếu thuận ít nhất đời này của ta cũng có một việc mà người khác không thể so bằng. Cảm giác đau đầu lại tới nữa, tiêu duệ hoa bị Khương Nhị Gia nói đến á khẩu không trả lời được. Nếu ta không đưa chứng cứ phạm tội cho Hoàng thượng, có phải ngươi sẽ suy xét hôn sự của lệnh muội cùng nhi tử của ta? Khương Bá Phụ, tại hạ chỉ hy vọng muội muội có thể có cuộc sống hạnh phúc phú quý, tại hạ chỉ có một muội muội. Tiêu Duệ Hoa hiểu chỉ có lợi dụng Khương Mân tưởng chính là cơ hội duy nhất công phá Khương Nhị Gia nhưng dù khương nhị gia không đưa chứng cứ phạm tội cho hoàng thượng hắn cũng không phản đối hôn sự giữa tiêu chức hoa cùng khương mân cẩn muội muội ngay cả chuyện làm trắc phi của thái tử cũng bỏ qua như thế có thể hiểu nàng thật lòng thích khương mân cẩn tuy khương mân cẩn hàm hậu một chút nhưng đối với muội muội lại thiệt tình chân ý chịu nghe muội muội nói tiêu duệ hoa có thể tính kế bất luận kẻ nào nhưng sẽ không lợi dụng muội muội duy nhất hắn cũng tự tin không cần gả muội muội vào danh môn hắn vẫn có thể công thành danh toại những lời này lúc này hắn không thể nói với khương nhị gia chỉ có thể giống thật mà là giả khiến khương nhị gia hiểu lầm vì đại cục tiêu duệ hoa rõ ràng biết làm như vậy là không sai nhưng trong lòng có vài phần không thoải mái khương nhị gia đưa lồng sắt chứa quắc quắc tới bên tai nghiêm túc lắng nghe sau đó thở dài một tiếng lão bằng hữu chúng ta sẽ có một khoảng thời gian không gặp được nhau lúc giao giao cho ngươi ăn ngươi tạm chấp nhận dùng đi chờ ta trở lại lại sẽ cho ngươi ăn ngon đem chứng cứ phạm tội lấy ra đây. Khương bá phụ. Lúc này tiêu duệ hoa lại không muốn lấy chứng cứ ra. Người không hề cân nhắc suy xét. Kỳ thật nữ nhi của ta còn nói, nàng rất mạnh, rất có khả năng, chỉ cần nàng dụng tâm có thể phá hết thảy âm mưu quỷ kế, nàng nói nếu có người uy hiếp ta, nhất định phải nói với nàng, hết thảy giao cho nàng giải quyết, chỉ cần ta có thể bình an là đủ. Khương nhị gia nhếch môi ẩn hiện nụ cười mấy năm nay ta vẫn luôn liên lụy nàng làm phụ thân nên vì nhi nữ lưu lại chút chuyện đáng giá để kiêu ngạo án oan dương gia ta có biết ta không muốn làm anh hùng trong miệng ngươi nói ta chỉ muốn giúp nhi nữ của ta ý tứ của người là nếu chẳng may tương lai sau này giao giao phải gả cho tần vương thế tử ta hành động ngày hôm nay tần vương thế tử nào dám đối xử không tốt với giao giao ta có thể vì nàng làm được chút chuyện hữu hạn thân là phụ thân ai cũng đều hy vọng nhi nữ có thể bình an hạnh phúc tiểu tử nhà ta rất ái mộ lệnh muội nếu không thú được nàng ta sợ hắn sẽ bệnh nặng khương nhị gia đem chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi nhét vào trong lòng ngực đứng lên duỗi duỗi cánh tay nói với tiêu duệ hoa này nọ ngươi tính tiền tương phản mãnh liệt khiến tiêu duệ hoa u mê rốt cuộc khương nhị gia là người như thế nào khương nhị gia cũng không quay đầu lại rời khỏi trà thất cao giọng nói nhớ giúp ta đem quắc quắc mang về hầu gia giao cho giao giao chiếu cố trên bàn quắc quắc vẫn kêu to thanh thúy như cũ tiêu duệ hoa nghe ra một tia không tha cùng bi thương nâng cánh tay một lúc lâu mới chậm rãi nắm lấy lòng sắt chứa quắc quắc lúc này hắn có tư cách gì đi gặp khương lộ dao hắn vì đạt được mục đích đã đem khương nhị gia vây vào hiểm cảnh khương nhị gia ở tửu lâu trà quán tự tại qua ngày mới là vui sướng nhất khương nhị gia hoàn toàn không cần công danh lợi lộc lúc này hắn đã hiểu quyết định của tần vương thế tử hắn so kém tần vương thế tử rõ ràng hắn đưa ra lựa chọn là chính xác nhất. Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Khương Lộ Giao đem một thiên bát cổ văn cuối cùng dùng dấu chấm câu tách ra, lắc lắc cánh tay. Phân cách bát cổ văn không phải là chuyện dễ dàng, không chỉ có được đoạn thỏa đáng, câu nói lưu loát, còn phải bận tâm đến trình độ ngâm nga khó dễ. Khương Mân cẩn xoa đôi mắt, kính nể nói. Tiểu muội, mùi thật lợi hại nha. So với trước kia dễ đọc hơn nhiều, lúc này ta sẽ không đến nỗi ngay cả một thiên cũng không nhớ được vậy ca có thể nhớ kỹ mấy thiên? Tám thiên mười thiên không thành vấn đề. Khương lộ giao dơ tay cốc một cái lên đầu ca ca ngốc nhà mình. Ca không nhớ được hai mươi thiên, mùi sẽ khấu năm quan bạc tiêu vặt của ca. Chỉ là khảo tú tài mà thôi, bác cổ văn tương đối đơn giản, lại được Khương lộ giao phân tách chọn lọc, nếu Khương mân tẩn vẫn không học nổi, Khương lộ giao chỉ có thể nghĩ cách nên đi cửa sau như thế nào. Được rồi, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực được Khương Lộ Giao tách câu, Khương Mân Cẩn đọc sách hiệu quả nhanh hơn nhiều, câu nào khó, Khương Lộ Giao một câu bẻ nát một câu xoa nát giảng giải, cho đến khi nào Khương Mân Cẩn hiểu rõ mới thôi. Lúc hai người đang ở thư phòng đọc sách đến khi cầm đèn, Khương Lộ Giao nhìn thoáng qua bên ngoài, buồn bực nói. Đã trễ thế này, mà phụ thân như thế nào còn không trở về? Tối nay có món vịt nướng mà phụ thân thích ăn nhất, sao phụ thân có thể không trở về dùng bữa? Tiểu muội đừng lo lắng, đã có món vịt nướng cho dù phụ thân đang ở chân trời cũng sẽ bay trở về. Khương Nhị Gia nhiệt tình yêu thương vịt nướng vượt qua bất luận kẻ nào hoặc là bất luận chuyện gì. Nhị Tiểu Thư, ngoài hậu môn hầu phủ có người muốn gặp Tiểu Thư. Mạc Lị ở ngoài cửa thư phòng lên tiếng hồi bẩm. Ai? Người đó che mặt, nô tỳ cũng không biết là ai, nhưng mà hắn nói có chuyện liên quan đến Nhị Gia, thỉnh người mau ra hậu môn. Bỗng nhiên tâm của Khương Lộ Giao đập dồn dập, liên quan đến Khương Nhị Gia. Phụ thân lại chọc ra phiền toái. Cùng ai đánh nhau? Hay là đánh vị quý nhân nào đó? Ca ca, ca tiếp tục đọc sách, muội đi một chút sẽ về. Hay là để ta đi cùng muội, được không? Không cần, ở hầu phủ người ngoài còn có thể khi dễ muội sao? Tính tình phụ thân thế nào, ca cũng hiểu được, không nháo ra chuyện đại sự gì đâu, không chừng lại là bằng hữu nào đó của phụ thân cố ý hù dọa người, ca đi theo, muội không tiện trả thù. Cũng đúng nếu có việc gì, muội nhất định phải nói cho ta biết. Ừ. Khương lộ giao ổn định Khương Văn Cẩn xong liền rời khỏi thư phòng, nàng đưa tay che kín ngực, tự nhủ. Bình tĩnh, không có việc gì, nhất định không có việc gì. Bước nhanh vòng qua tường ảnh bích, lúc nhìn thấy bóng người ở cửa, Khương lộ giao sửng sốt một lúc lâu. Tần vương thế tử. Như thế nào lại là ngươi? Trời đã tối mịt, ở cửa hầu phủ có đèn lồng chiếu sáng, Người đứng đó khuôn mặt vẫn có thể thấy được rõ ràng. Lúc Khương Lộ giao ra cửa, người đó che mặt, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt. Triệu Đạt Trạch vừa nghe Khương Lộ giao nhận ra hắn, khuôn mặt nghiêm túc để lộ ra tia đắc ý, giao giao vẫn quan tâm hắn, chỉ dựa vào non nửa khuôn mặt cùng thân ảnh là có thể nhận ra hắn. Ta có một chuyện cần nói cho ngươi biết, ngươi đừng vội. Chuyện gì? Phụ thân ngươi vào thiên lao. Khương Lộ giao nghe tin tức này, giống như ngủ lôi oanh đỉnh thân thể lui về phía sau, triệu đạt trạch không rảnh lo nam nữ khác biệt, một phen ôm lấy vòng eo của Khương Lộ Giao. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội, không phải còn có ta sao? Phụ thân ta như thế nào lại vào thiên lao? Khương Lộ Giao ngửi thấy mùi mồ hôi trên người triệu đạt trạch, liền biết hắn vội vàng chạy tới đưa tin tức, trong lòng có thêm một phần cảm kích. Nếu là người khác nói cho nàng biết tin tức này, nàng sẽ không dễ dàng bình tĩnh như vậy. Hãy kể kỹ càng tỉ mỉ tình huống là như thế nào phụ thân ta không có khả năng làm ra chuyện tội ác tày trời. Lấy quan điểm của người hiện đại mà nói, tiến vào thiên lao cũng giống như phán tử hình. Trong tác phẩm văn nghệ, trung thần lương tướng đều bị ban chết trong thiên lao, Khương Nhị Gia không phải là trung thần lương tướng bị hãm hại, lại không phải là ác nhân có tội ác chồng chất, như thế nào lại tiến vào thiên lao, nơi địa phương quỷ quái kia. Triệu Đạt Trạch muốn ôm Khương Lộ giao lâu một chút, bởi vì hắn cũng sắp tiến vào thiên lao cùng Khương Nhị Gia cáo trạng từ nghiễm lợi hắn không biết hắn có thể tồn tại trong thiên lao đến khi ra ngoài hay không, tuy hắn cùng tiêu duệ hoa đều cho rằng hoàng thượng sẽ xử trí từ nghiễm lợi, nhưng từ nghiễm lợi không phải không có cơ hội lật bàn. Khương lộ giao không phải là nữ tử chịu cho hắn chiếm tiện nghi, lại là hậu môn hầu phủ, triệu đạt trạch thấy cảm xúc của nàng ổn định, chậm rãi buông lỏng ra cánh tay. Phụ thân ngươi thực ghê gớm, trực tiếp cầm chứng cứ phạm tội của Giang Nam Tổng đốc từ nghiễm lợi đi cầu kiến bệ hạ từ đại nhân ở trong triều cho đến dân giả thanh danh rất tốt, còn cho rằng tương lai sau này sẽ phụ chính thái tử, ngươi có thể tưởng tượng, phụ thân ngươi ở trên triều đã tạo ra oanh động cỡ nào. Phụ thân ta từ nơi nào lấy ra chứng cứ phạm tội? Là ai giao cho hắn? Triệu Đạt Trạch miễn cưỡng nuốt tên tiêu duệ hoa xuống, để Khương Lộ Giao tự nghĩ ra đáp án, so với chuyện hắn thọc gậy sau lưng tiêu duệ hoa thì hiệu quả hơn nhiều. Tiêu duệ hoa quá nguy hiểm, quá xảo trá, nếu hắn là tình địch, thì không thể không đề phòng tiêu duệ hoa đổi trắng thay đen. Tuy Khương Lộ Giao không phải là người dễ dàng bị lừa, nhưng ai có thể cam đoan tiêu duệ hoa sẽ không thành công. Triệu Đạt Trạch rất kiên kỵ tiêu duệ hoa. Bằng hữu của phụ thân ta không có ai xuất sắc đến nỗi có thể nắm giữ chứng cứ phạm tội của từ đại nhân, ta không rõ, dù có người muốn cáo trạng từ đại nhân, vì sao lại nã pháo vào phụ thân ta. Phụ thân ta nào có tư cách cuốn vào đại án ngươi thật sự hiểu biết phụ thân ngươi cùng bằng hữu của phụ thân ngươi. Hắn chưa từng gặp ai lại đánh giá phụ thân mình như thế, không có tư cách, đã pháo, dùng từ rất thỏa đáng. Hoàng thượng có sai người tra rõ từ đại nhân không? Không có. Đáng chết, hôn quân. Khương lộ giao buộc miệng thốt ra, triệu đặc trạch ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời đêm, hôn quân. Hoàng thượng còn không phải là hôn quân sao? Lời này hắn đã rất muốn nói, nhưng lại không có dũng khí mở miệng hiện giờ nghe Khương Lộ Giao nói, giống như được hả giận, rất sảng khoái. Triệu Đạt Trạch dâng lên cảm giác tri kỷ với Khương Lộ Giao. Phụ thân ngươi bị giam giữ ở Thiên Lao, từ nghiễm lợi là tiểu nhân, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta. Ta giúp ngươi. Có phải ngươi biết phụ thân ta vì sao tố giác từ nghiễm lợi? Nữ nhân quá thông minh sẽ không tốt, giao giao, có một số việc ta không thể nói rõ ràng tỉ mỉ cùng ngươi, hôm nay ta tới đây trừ chuyện nói cho ngươi biết tin tức về phụ thân ngươi, còn có một sự kiện khác. Nếu tháng sau ta vẫn còn sống, ngươi gả cho ta, được không? Khương Lộ Giao không biết nên đáp ứng, hay là cự tuyệt, bị Triệu Đạt Trạch nhìn chăm chú, trong lòng nàng chua xót cũng có một phần tình tố khác thường. Ngươi không cần trả lời ta, nếu ta không chết, phụ thân ngươi cũng sẽ không chết. Triệu Đạt Trạch cười nhẹ nói. Sau khi phụ thân ngươi làm đại anh hùng, nếu không được phong làm vĩnh ninh hầu thế tử người trong thiên hạ sẽ không dám dị nghị, thỉnh phong thế tử là chuyện của khương gia các ngươi, nếu hoàng thượng hạ chỉ, tổ mẫu ngươi dám cải thánh mệnh. Nếu ngươi chết thì sao? Phụ thân ta có thể xảy ra chuyện. Ngươi ngóng trong ta chết. Trong lòng ngươi trừ phụ thân ngươi ra, thì không có người khác. Ngươi ta không thân chẳng quen, vì sao phải có ngươi? Ngươi có gì tốt? Khương lộ dao ở trước mặt triệu đạt trạch chôn sâu cảm xúc dưới đáy lòng. Nếu ngươi thật lòng muốn giúp ta, Vậy hãy giúp ta tiến vào thiên lao gặp phụ thân, không đích thân nói hai ba câu với phụ thân, ta không yên tâm. Không có thánh chỉ, ai cũng không thể vào thiên lao. Triệu Đạt Trạch bắt lấy cánh tay của Khương Lộ Dao, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta." Trong mắt Khương Lộ Dao ẩn tàn nước mắt, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta phải vì phụ thân ta mà làm chút gì đó, không thể trơ mắt nhìn phụ thân ở thiên lao chịu khổ, ta, ta có thể làm cái gì đây?" nơi này không phải ta cái gì cũng không làm được. Triệu Đạt Trạch, có phải ta rất vô dụng? Bình thường tự cao nghĩ mình có thể lên trời xuống đất, bất luận nan đề gì, ta cũng có thể giải quyết, kỳ thật ta rất vô dụng, nhìn phụ thân ở thiên lao chịu khổ, mà ta chẳng thể giúp gì. Nếu là ở hiện đại, Khương Lộ Giao có thể tìm luật sư tốt nhất, đi nhờ quan hệ, nhưng ở cổ đại nàng muốn tìm ai cũng không thể. Không thể gặp hoàng thượng, cũng không tìm được người hỗ trợ, nàng chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mọi thứ thoát ly khỏi sự nắm giữ của nàng. Giao giao, không phải. Triệu đạt trạch đau lòng lau nước mắt nơi khóe mắt của nàng, tuy lúc này Khương Lộ Giao mềm yếu như một thiếu nữ, không giống trước kia hung hãn bá đạo đối mặt với hắn. Nhưng hắn càng nguyện ý nhìn thấy nàng giống như trước kia tươi cười tràn đầy tự tin kiêu ngạo. Sao nàng có thể vô dụng? Hết thảy hãy giao cho ta, có ta ở đây, ta cam đoan phụ thân nàng sẽ bình yên vô sự tin tưởng ta, được không? Ngươi! Trong đầu Khương Lộ Giao lóe lên một ý niệm, bắt lấy ống tay áo của hắn, lạnh giọng hỏi. Có phải ngươi biết là ai cổ động phụ thân ta đi cáo trạng từ nghiễm lợi? Hắn có phải là ngươi? Không đúng, không nên là ngươi. Ta phải cẩn thận ngẫm lại, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Khương Lộ Giao ấn huyệt Thái Dương, Khương Nhị Gia chưa từng hồi phủ, đã trực tiếp tiến cung đi cáo trạng từ nghiễm lợi. Điều này chứng minh hắn biết nếu trở về phủ, nhất định sẽ lộ ra dấu vết, mà nàng cũng sẽ ngăn cản hắn. Dựa theo trình độ nghe lời của phụ thân mà nói, Khương Lộ Giao không tin hắn sẽ không màng tới ý tứ của nàng. Chỉ có thể là hôm nay có người đem chứng cứ phạm tội của từ nghiễm lợi giao cho hắn, sau đó hắn liền tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Hôm nay hắn đụng phải người mê hoặc hắn cáo trạng. Triệu Đạt Trạch thực đau lòng nhìn Khương Lộ Giao, nhưng hắn không lên tiếng ngắt lời, giao giao rốt cuộc thông minh tới trình độ nào hắn muốn biết. Nàng là người mà hắn nhận định làm thế tử phi, càng thông tuệ, sẽ trợ giúp hắn càng nhiều, hắn không cần chiến đấu một mình nữa. Ngươi biết không? Phụ thân ta sợ khổ, sợ mệt, sợ chết, sợ đau, càng sợ phiền toái, đời này chỉ nghĩ ăn nhậu chơi bời, hắn không có bản lãnh, cũng không hùng tâm cầu tiến, càng không có tâm tư vì bá tánh mưu cầu phúc lợi, hoặc là làm danh thần được sử sách lưu danh. Từ nghiễm lợi có tội cũng thế, hay là bị người hãm hại cũng vậy, Dựa theo lẽ thường mà nói phụ thân ta sẽ không quan tâm Cho dù có người hứa đền đáp Vinh hoa phú quý Phụ thân sẽ không động tâm mới đúng Cho dù động tâm Phụ thân ta cũng sẽ trở về thương lượng cùng ta Bởi vì phụ thân ta sợ ta sinh khí Sợ ta không quản phụ thân ta nữa Khương lộ giao nước mắt tràn mi nghẹn ngào nói Sao ta có thể mặc kệ phụ thân ta Triệu đạt trạch vương tay Ông Khương lộ giao vào trong lòng Ở bên tai nàng khẽ nói Giao dao ta giúp nàng chiếu cố Khương Nhị Gia Phụ thân ta chịu làm việc này Chỉ có một khả năng Vì ca ca ta hoặc là vì ta Từ nhiễm lợi cùng ngươi có thù oán đúng không Tiêu Duệ Hoa muốn mượn này Việc này thượng vị đúng không Ngươi nói phụ thân ta ngốc hay không ngốc Điều ta hy vọng nhất chính là phụ thân có thể thái bình Mà không phải gã phu Nam nhân nhiều như vậy Ta gả cho ai mà không được Hết phần 4 Mời các bạn đón nghe phần 5 các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa xin hãy bấm đăng ký like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé xin cảm ơn các bạn